Rồi, thì bữa trước á, mình đã học xong cái bài thiết kế sàn đúng không? Bữa nay mình sẽ qua một cái cấu kiện mới trong cái phạm vi đồ án của mình. Đó là thiết kế cái cầu thang bộ nha, cầu thang bộ. Thì cái cầu thang bộ này á, là một cái phần thường thường á, khi mà mình đi thiết kế ở ngoài á, thì thường thường cầu thang ít ai thiết kế lắm. Thì trừ một số trường hợp đặc biệt thôi. Ví dụ như là cầu thang thép á, thì mình có thể thiết kế. Rồi một thang thép ngoài nhà mình á, mình thiết kế. Hoặc là ví dụ mình gặp cái cầu thang mà đó là dạng cầu thang một vé thì cũng có một số người người ta yêu cầu thiết kế, được không? Nhưng mà thường thường trong đồ án của bạn đó là hai trường hợp chính đó, đó là cầu thang hai vé và cầu thang ba vé, chỉ ít khi gặp cầu thang một vé lắm. Thì thường thường với cái trường hợp đó thì ở ngoài ít ai mà bỏ vô thép rồi đấy, mà thường thường người ta chỉ cần bố trí theo cấu tạo hoặc là người ta bố trí theo kinh nghiệm là đã đủ cái diện tích thép để chịu lực rồi. Tuy nhiên á, là trong phạm vi đồ án các bạn ạ, cái phần cầu thang nha là cái phần gần như nha là bị hỏi rất là nhiều đấy, và gần như phải có thể nói là họ bị hỏi nhiều nhất luôn, nhiều nhất nữa. Nếu mình xét tất cả các hội đồng nha thì những cái câu hỏi về cầu thang là nhiều nhất. Hỏi nhiều nhất là vì sao? Thực tế cầu thang nếu mà hỏi nhất không phải là vì nó khó, mà vì nó quá nhiều quan điểm, nó quá nhiều quan điểm tính toán khác nhau, được không? Nó không như sàn, các bạn thấy phần sàn nó chỉ có phần sàn, lúc mà mình tính sàn nó chỉ có hai phương pháp tính toán nội lực thôi, đúng không? Đấy là phương pháp phần tổ hạn và phương pháp mô hình hóa 2D, được không? Và phương pháp mô hình hóa 2D trong phần sàn á là mình chỉ xét liên kết giữa cạnh của các ô sàn, được không? Từ đó mình ra được liên kết. Nhưng mà phần cầu thang này riêng bài toán 2D nó ra rất là nhiều quan điểm khác nhau, đấy nha, rất nhiều quan điểm khác nhau đấy. Với kể cả bài toán 3D cũng vậy, cũng có nhiều quan điểm khác nhau, được không? Thì nó khó là do nó có nhiều quan điểm, được không? Ví dụ quan điểm của anh và quan điểm của thầy các bạn nó không giống nhau, được không? Nên đó là nhiều khi á, bạn học anh nhưng mà các bạn làm á thì bạn lại phải làm theo quan điểm của thầy các bạn, được không? Đấy, với lúc lên hội đồng á, ví dụ như quan điểm thầy các bạn á là nó hợp lý đi, anh dùng từ hợp lý nha, anh không nói đúng sai, tại vì thường thường cái cầu thang này á nó làm lưng chừng lắm, nó không có quan điểm đúng quan điểm sai, mà gọi là quan điểm hợp lý với trường hợp này nhưng mà chưa chắc hợp lý với trường hợp khác, được không? Hợp lý thì bạn bảo vệ rất là dễ. Nhưng mà ví dụ nếu mà thầy các bạn đưa ra cho bạn một cái cách tính á, nó không được đúng lắm cho với cái sơ đồ, cho với cái bài của bạn, được không? Thì lúc đó các bạn phải suy nghĩ cách nào để mình bảo vệ, hiểu không? Phải suy nghĩ cách bảo vệ. Dù gì á, dù mình có làm sai đi nữa, mình vẫn phải bảo vệ quan điểm của mình, được không? Mình đang tranh luận mà, được không? Bảo vệ quan điểm của mình đấy. Thì lúc đó các bạn điểm bạn sẽ cao thôi nha. Thì ấy, cầu thang của mình nó có nhiều dạng cầu thang, có nhiều dạng cầu thang. Ví dụ nếu bạn học môn kết cấu bê tông cốt thép 3 á, các bạn sẽ học cầu thang dạng bản này, được không? Như là hai cái bản này, giống như bản sàn của mình á, mình gác lên hai cái dầm, đó là dầm chiếu nghỉ, và ngay đây mình có một cái dầm người ta gọi là dầm chiếu tới, được không? Đấy. Ngoài ra mình có thể có cầu thang dạng lim không, được không? Cầu thang dạng xoắn, cầu thang dạng băng cường, mình rất là nhiều dạng cầu thang, được không? Thì trong phần trong cái lớp đồ án của mình á, thì chủ yếu sẽ hướng dẫn bạn về cái cầu thang chính, đó là cầu thang dạng bản, được không? Cầu thang dạng bản. Thì cầu thang dạng bản này sẽ hướng dẫn bạn hai cái loại cầu thang mà thường gặp nhất, được không? Thường gặp nhất đó là dạng cầu thang dạng hai vế, được không? Cầu thang dạng bản hai vế và cầu thang dạng bản ba vế, được không? Ba vế. Thì cái ba vế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn bên bạn mô hình hóa 3D thôi, được không? Còn cầu thang hai vế thì mình sẽ bạn tính toán, hướng dẫn bạn hai cách tính nội lực, một cách tính theo sơ đồ 2D và một cách tính theo sơ đồ hóa 3D nha, được chưa? Đấy. Rồi, thì trong phần cầu thang á, các bước tính toán của nó cũng giống như phần sàn của mình. Nó có tổng cộng là 6 bước nha, 6 bước. Bước thứ nhất á là mình sẽ đi sơ bộ tiết diện cầu thang, được không? Tiết diện cầu thang. Bước thứ hai là mình đi xác định sơ đồ tính và tải trọng. Cái bước thứ hai là cái bước quan trọng nhất này. Bước quan trọng nhất đấy. Và gần như tất cả mọi trường hợp á, trên hội đồng các thầy cô đều hỏi bạn là gì? Sơ đồ tính của cầu thang em chọn là sơ đồ tính nào, được? Và tại sao em chọn là sơ đồ tính đó? Và làm sao biết á sơ đồ đó là sơ đồ hợp lý với các bạn của em, được? Cái này là cái hay bị hỏi nhất đấy nha. Sơ đồ tính. Cái tải trọng thì dễ, nhà tải trọng thì nó không khó lắm, không khó lắm. Đấy. Rồi tiếp theo là tới nội lực, không? Từ tải trọng á thì mình sẽ dùng nội lực. Từ sơ đồ tính từ tải trọng sẽ xác định nội lực. Thì ở đây á anh sẽ hướng dẫn bạn dùng phần mềm sát 2000 nha. Được. Nội lực thì mình sẽ không phải tính tay nữa mà mình dùng phần mềm sát, hoặc là nếu mà bạn không thích đó, bạn dùng phần mềm ITAP cũng được, chả sao cả, được không? Tùy bạn dùng phần mềm nào cũng được, được không? Rồi tiếp theo là mình sẽ đi tính và mình bố trí thép cho cầu thang.
cuối cùng mình cũng như giống như sàn á, mình phải kiểm đi kiểm tra võng. Thường thường cầu thang á là các bạn không cần kiểm tra nước đâu, kiểm tra võng là được rồi, võng là ok rồi. Và cuối cùng đó là mình đi triển khai bản vẽ. Thông thường trong phần cầu thang này á thì các bạn chỉ có một bản vẽ thôi, được một bản vẽ. Và thường thường phần cầu thang này là phần phần phụ trong bài các bạn, phần phụ. Thường thường bạn phần sàn đó, như bữa trước anh còn nói á, là phần sàn bạn có thể có nhiều chuyên đề của sàn đúng không? Ngoài cái phương án tính toán sàn dầm bê tông cốt thép thông thường á, các bạn có thể là tính sàn phẳng, được không? Có thể tính sàn ứng lực trước, được không ạ? Còn cái cầu thang này thường thường nó không có gọi là chuyên đề hết á, được không? Chỉ là phần phụ của bạn thôi, được không? Đấy. Còn nếu mà bạn muốn á, làm cầu thang mà khó lên á, thì các bạn làm cái cầu thang dạng răng cưa á, thì nó sẽ khó hơn, được không? Răng cưa sẽ khó hơn. Hoặc là một số cầu thang hiện tại người ta làm á, đó là cầu thang dạng bản, nhưng mà cái bậc thang á, thay vì cái hình này của anh này, bạn thấy hình này của anh á là người ta xây bậc gạch, được không? Đa số đồ án các bạn cũng tính á, trong trường hợp xây là xây bậc gạch, nhưng mà có nhiều trường hợp mà người ta làm cái bậc bê tông luôn, được không? Bậc bê tông luôn thì nó sẽ khó hơn tí nữa nha. Đấy, đó là cái các bước mình học trong cái bài toán tính toán cầu thang, được không? Thì ra anh nói sơ sơ là các bộ phận của cầu thang nó rồi chút xíu nha. Thì thôi để anh mở cái hình cũ này. Thì với cầu thang hai vế dạng bản mình á, thì cái bộ phận quan trọng nhất của mình ở đây này, đó là cái bản thang, được không? Bản thang. Thì bản thang của mình thấy như thế này, bản thang của mình nó giống như là một cái bản sàn của mình thôi. Thì bản sàn của bạn á là bản sàn của bạn nằm ngang, được không? Thì bản thang của mình á sẽ là một bản thang nằm nghiêng như thế này, hiểu cái này không? Nằm nghiêng. Đấy. Vì bản thang này gác vào đâu? Bản thang này gác vào hai cái cấu kiện, đó là thứ nhất là dầm chú nghỉ ở trên này, được không? Dầm chú nghỉ nằm ở ngay chỗ này, người ta gọi là cái chú nghỉ này, được không? Chú nghỉ. Và một cái dầm như đây người ta gọi là dầm chiếu tới, được không? Cái ở vị trí dầm chiếu tới có trường hợp nó gác vào dầm chiếu tới, nhưng mà có trường hợp á thì nó gác vào dầm chính nhà bạn luôn. Trong trường hợp này của anh á thì cái dầm chiếu tới thì cầu thang này nó gác lên dầm chiếu tới này, dầm chiếu tới này nó gác lên hai cái dầm chính hai ngang bên đây, thấy không? Thì có hai dầm chính ngang ở đây này, được không ạ? Đấy, được. Rồi trên cái bản thang này thì mình xây bậc thượng gạch, được không? Xây bậc gạch. Và thường thường gạch này á thì mình sẽ xây bậc gạch thẻ, được không? Gạch thẻ, gạch trăm, tầm trăm của mình á, được. Để lối để mình lấy cái gam mai cho nó chính xác. Rồi cái cầu thang này nó chưa hoàn thiện nha. Còn khi hoàn thiện cái cầu thang á thì mình sẽ lắp thêm phần gì đây? Phần lan can, đúng không? Phần lan can tay vịn ở đây nữa, được không? Đấy. Lan can nó thì có nhiều dạng, có những bạn sẽ dùng lan can là lan can thép, hoặc lan can thép mà cái tay vịn bằng gỗ. Có những bạn dùng lan can là lan can gỗ, có những bạn dùng lan can là lan can bằng tường luôn, được không? Tùy vào kiến trúc bạn cho nha, để bạn xác định cái trường hợp cái tải lan can cho chính xác. Đó là một số bộ phận của cầu thang. Đấy, bạn hiểu rồi, bạn thấy chỗ này nè, nói thêm cái này xíu nữa này. Bạn thấy ở trên cái dầm chữ nghỉ của bạn này, đây dầm chữ nghỉ của bạn này, nó có tải trên đây, tải trên đây là tường đúng không? Đấy, thì khi tới phần dầm chữ nghỉ, dầm chữ tới á, bạn phải xác định được cái tải, những cái tải trọng mà truyền lên dầm chữ nghỉ, hoặc là tải trọng truyền lên dầm chữ tới của bạn, được chưa? Đấy, đó là một số cái bộ phận. Nó có nhiều bộ phận lắm, nhưng mà anh nói ra những bộ phận chính thôi. Đấy. Thì trong phạm vi đồ án bạn phải tính toán ra hai cấu kiện. Cấu kiện thứ nhất đó là cấu kiện bản thang. Cấu kiện thứ hai đó là cấu kiện dầm thang. Dầm thang á thì không nhất thiết là bạn phải tính toán dầm chữ nghỉ. Bạn tính toán dầm chữ tới cũng được, được không? Dầm chữ tới cũng được, tùy các bạn. Nhưng mà thường thường á, theo anh mình thấy á, thì cái dầm chữ nghỉ nó sẽ dễ hơn so với dầm chữ tới, nó dễ hơn tí, được không? Dầm chữ tới thì nó hơi khó, được không? Và thường thường á, trong cái đồ án các bạn á, thường thường với cái bài dầm thang này, thường thường các bạn tính thiếu một cái trường hợp, đa số đọc đồ án thiếu một trường hợp, đó là bạn thiếu cái trường hợp kiểm tra uốn ngoài mặt phẳng của dầm chữ tới, được không? Anh không nói tới kiểm tra xoắn nha, kiểm tra xoắn thì nó sẽ khó hơn nhiều rồi. Đấy thì các bạn không bắt buộc, nhưng mà kiểm tra uốn ngoài mặt phẳng thì phải kiểm tra đàng hoàng. Đấy. Rồi, ok nha. Đó là những cái bộ phận của cầu thang. Rồi. Thay vì mình lấy cái hình này thì mình lấy cái kia thôi, được không? Thì ở đây á, bạn về nhà bạn đọc thêm trong cái bài giảng của anh á, nó có yêu cầu một số cái trường hợp. Ví dụ nhà ở thì bề rộng bản thang là bao nhiêu? Thì cái bề rộng bản thang này á thì bữa trước trong phần mà đi chỉnh sửa bản vẽ kiến trúc á thì mình có nói các bạn rồi, được không? Có nói bạn rồi. Đấy, thường thường nhà ở thì nên lấy khoảng 1m2 là tối thiểu, cố gắng nha, 1m2 tối thiểu. Đấy, tại vì nếu mà bản thang của bạn này, cái bề rộng bản thang của bạn chừng khoảng 1m2 á thì hai người đi thoải mái với nhau, được không? Còn nếu mà nhỏ hơn, ví dụ như bạn làm 900 đi thì một người đi á thì một người phải né,
Hiểu ý này không? Một người đi một phần nhỏ lẻ. Mà trong thường thường trong phạm vi đồ án bạn thiết kế chung cư hoặc thiết kế văn phòng á, thì cái cầu thang bộ á, nó sẽ là cái lối thoát hiểm. Hiểu ý này không? Lối thoát hiểm. Mà khi là lối thoát hiểm á, thì bạn đừng lên làm 900. Không lẽ 900 mà là thoát hiểm một thằng chạy một thằng né hả? Đâu được, đúng không bạn? Đấy, thì bạn phải ít nhất là hai bạn chạy song song với nhau. Hiểu ý đó không? Nên cố gắng là làm khoảng 1m2. Được. Các bạn nào mới nhận đề về chưa, nếu mà chưa vẽ cầu thang thì để chỗ này dùng nha. Được, để chỗ này dùng. Rồi, còn nếu mà trường hợp công trình mà là công trình công cộng á thì khoảng 1m4 đổ lên. Công trình công cộng có thể như vậy nè. Công trình công cộng bạn nào ví dụ như là trung tâm thương mại nè, là công cộng. Hoặc là ví dụ như vậy nè, chung cư nhưng mà cái tầng cuối cùng của bạn á là tầng thương mại thì cũng lên là 1m4. Hiểu ý này không? Đấy, cũng lên là 1m4 nha. Cẩn thận điều đó nha. Rồi, tiếp theo là độ dốc cầu thang, cái này thì mình cũng nói các bạn rồi đúng không? Đấy, khi mà chọn chiều cao bậc thang á, cố gắng là không chọn lớn hơn 190. Nhớ nha, không chọn lớn 190 và không nhỏ hơn 250. Nhớ nha, nghĩa là chiều cao thì không lớn hơn và chiều rộng á thì không nhỏ hơn. Được không? Cố gắng chọn như vậy để cái độ dốc của mình á nó khoảng trong chừng khoảng 27 đến 33 độ là ok. Được. Độ dốc cầu thang á thì chính là bằng cái góc alpha của cái bàn thang của bạn. Được chưa? Đấy, độ dốc cầu thang. Thì cái này chỉ là một cái gọi là kinh nghiệm thôi nha bạn. Được, kinh nghiệm. Đấy. Hiện tại mới gần đây thì anh nhận một cái công trình á, nó làm cái chiều cao bậc thang tới 212 mm các bạn. Được. Mặc dù người ta khuyến cáo là dưới 190, mà kiến trúc đó nó làm bề rộng bậc là 300 thì ok nha. Chiều cao nó làm 212 chấm mấy á, nghĩa là tại vì cái chiều cao bậc chiều cao tầng, biết là ông chủ nhà ông bị cái gì ấy, ông làm cái chiều cao 3m608 các bạn. 3m608 mm. Thường thường bạn là 3m6 hay 3m5 đúng không? 3m608 mm là anh vẽ chiếc mẹ không? Đấy nha. 3m608. Lúc đầu anh tưởng là nó bị sai số các bạn. Sai số còn chưa tự tin mình làm nha, mình hỏi lại. Cái này nó có bị vấn đề không? Có bị đim lộn không? Mình sợ bị đim lộn. Không? Okay, không phải chủ nhà yêu cầu làm vậy. Tầng hầm cao 3m1 bao nhiêu á, nhớ sơ sơ, nghĩa là cũng là số lẻ luôn. Đấy, nó giống như nó chơi khó mình đó ạ. Đấy, không sao hết. Giống như nó vô cái cung, bạn cầm cái thước lỗ ban á, được không? Nó vô cái cung kiểu như là phong thủy ấy, chắc là thế. Chắc là thế. Đấy. Rồi, thì trong đoán anh khuyên bạn chọn chắn chắn để tính cho nó dễ nha bạn. Được không? Đừng chọn lẻ nha, đừng chọn lẻ. Còn mấy đứa nào muốn thật khó thì cứ làm nha. Đấy. 3m608, số bậc là 17 bậc, có lên cái chiều cao bậc 212 chấm mấy. Đấy, làm vẽ lẻ lưỡi ra. Rồi, tiếp nha. Đấy. Rồi thì nhớ thì cái trường hợp đẹp nhất á, bạn để là cái trường hợp đẹp nhất là bạn chọn 150 300. 150 thường thường rơi vào những các bạn chiều cao tầng 3m3 nha, hoặc là 3m6 hoặc là 3m thì bạn nên chọn là 150, được không? 150. Đấy. Với chung cư á, thì thường thường á, nếu mà trong phạm vi đồ án thì bạn bỏ qua cái vụ mà thiết kế cầu thang theo sinh lão bệnh tử. Được không? Thường thường á, thiết kế cầu thang số bậc á, bạn theo chọn theo cái bộ số của 4 cộng 1 á. Nghĩa là các bạn hay chọn là 17 nè. Các bạn chọn là 21. Các bạn chọn 25 để nó vào cái cung sinh của bạn á. Được không? Để số ra số đẹp. Được không? Nhưng mà thường thường anh trong phạm vi đồ án thì anh thấy là các bạn không cần thiết phải làm như vậy. Được không? Tại vì chung cư á, cái cầu thang chủ yếu là để thoát hiểm thôi, không cần thiết phải thiết kế theo cái vụ đó làm gì. Yeah. Hoặc là ví dụ nếu mà bí quá thì làm 22 bậc cũng được. Được không? Thằng nào chả phải lão, đúng không? Thằng nào chả phải già, được không? Đã sinh thì phải có lão thôi, được không? Lỡ vậy cũng được, không sao hết. Yeah. Nhưng mà có nhiều thầy cô lại yêu cầu bạn không được thiết kế 24 bậc vô chữ tự. Đó, nghĩa là nhiều thầy cô yêu cầu như vậy nhưng mà cũng nhiều thầy cô không cần. Đấy. Rồi, mình giới thiệu sơ về một số cầu thang này. Đây. Hai là cầu thang mình sẽ học này, đó là cầu thang 2 vế mà cầu thang 3 vế, được không? Cái bước giới thiệu này về nhà chịu khó đọc thêm nhiều tài liệu nha các bạn. Rất là nhiều tài liệu. Mà các bạn nên đọc tài liệu bên kiến trúc á, tài liệu bên kết cấu thì nó ít. Kiến trúc nó sẽ nhiều hơn nha, để về các loại cầu thang, về cấu tạo cầu thang, được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái phần đi sơ bộ nha. Cũng giống như sàn á là mình phải đi sơ bộ chiều dày sàn đúng không? Đấy. Thì bây giờ phải đi sơ bộ chiều dày của bàn thang. Thì công thức sơ bộ chiều dày bàn thang đó là chiều dày bàn thang mình lấy bằng L0 này, L0 chia cho từ 30 đến 35. Thì cái này nhắc lại bài cũ chút xíu này. Ở đây á, trước đây khi bạn sơ bộ thiết hiện sàn á, thiết hiện sàn nha, bạn còn nhớ công thức sơ bộ chiều dày sàn không? Nó chia là hai loại, là sàn một phương và sàn gì? Sàn hai phương đúng không? Sàn một phương thì hết sàn bằng gì? Ghi công thức chung cho hai thằng đi, hết sàn bằng gì?
D gì? D chia bờ nhân cho L mấy? L1 đúng không? D chia M nhân L1. D là gì nhớ không? D là gì nhớ không? Này, D là gì? Nhớ không sổ. Nhớ không nhớ không sổ nữa. Lưu ý bạn nè, cái gì thì cái gì cũng có thể quên được, nhưng mà công thức sơ bộ là không được quên. Được không? Bí lắm phải trả lời được cái này chứ. Được. Thì nhắc lại bài này, đây là gì? Đây là hệ số phụ thuộc vào tải trọng. Được không? Tải trọng. Nghĩa là nếu mà tải trọng trường hợp tải của bạn đó là sàn hầm đi, với cùng một nhịp nhá, thì sàn hầm sẽ chọn dày hơn sàn mại. Được không? Tại sàn hầm nó sẽ nhiều hơn. Rồi M là gì nhớ không? M là gì? M là gì? Mình nói là sàn. Mình nói là sàn. Mình phân biệt ra hai loại sàn là sàn một phương và sàn hai phương đúng không? Thì M là phụ thuộc là gì? Một loại sàn đúng không ạ? Được không? Trong nội với nội trên được bài giảng phần sàn nó ngồi có đọc đâu. Được không? Đấy. Rồi nếu mà sàn một phương thì M nó khoảng 30 đến 35. Sàn hai phương thì M nó khoảng là 40 đến 50. 45 cũng được, 50 cũng được. Đấy, nhiều trường hợp 50 là đủ rồi. Đấy. Rồi L1 là gì? L1 là gì? Chặn gì? Cái ngắn đúng không? Rồi thường sàn là sàn hai phương á thì phương cạnh chịu lực chính là phương cạnh ngắn, được không? Đấy, sàn hai phương phương chịu lực chính là phương cạnh ngắn. Tuy nhiên á, ở cầu thang á, nếu mà mình dùng cái từ là phương cạnh ngắn nó sẽ không đúng như này đâu. Cầu thang mình nên nói á, là L1 là phương chịu lực chính của cầu thang. Được, chịu lực chính của cầu thang. Rồi. Rồi hỏi lại bài tiếp cũng xíu này. Cái chiều dài sàn của mình đó như thế nào gọi là hợp lý? Đó là thỏa mấy điều kiện? Hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là về gì? Về vọng. Điều thứ hai là gì? Về thép. Rồi tiếp này. Thép bao nhiêu là hợp lý? 39. Đó, nhớ 39. Được chưa? Từ phần trăm nha. Và cái thép này còn nhớ là thép gì không? Thép tính hay thép chọn? Nếu mi á là mi tính hay mi chọn? Mi tính toán. Được, mi tính toán. Nhắc lại bài cũ xíu. Rồi trở lại bài cầu thang của mình nè. Với công thức sơ bộ cầu thang mình đó là L chia rho chia cho 30 đến 35. Các bạn thấy bây giờ này, tại sao dùng công thức này? Đây. Bây mình trở lại cái hình cũ chút xíu. Cái cầu thang mà nhìn chỗ này nè. Cầu thang á là cầu thang Nhật Bản đúng không? Đấy. Một đầu ở trên này nó gác lên dầm chiếu Mỹ như nó nói này. Một đầu dưới là gác lên dầm chiếu dùng như tới. Hai bên này nè, đối nè. Hai bên cầu thang chạy dọc theo chiều dài cầu thang cái này nè. Các bạn có dầm không? Hai bên này có dầm không? Không có dầm. Đúng không? Hai bên này không có dầm. Vậy cầu thang của bạn á là bản mấy phương? Bản một phương hay là bản hai phương? Đây này, chỉ có dầm hai đầu thôi nè. Hai bên thông không có dầm, vậy là bản mấy phương? Bản một phương. Vậy bản một phương phải M lấy 30 đến 35 không? Đúng không ạ? Được không? Đấy. Thì ở đây anh cho D bằng mấy? Anh cho D bằng đây là một thôi, tại vì nghĩa là từ cái công thức này, này từ công thức này nha, mình mới dẫn ra cái công thức á, đó là bề dày bản thang, bề dày bản thang bằng L0 chia cho từ 30 đến 35 đó các bạn. Bây giờ cũng từ một công thức sàn thôi, nhưng mà chẳng qua là mình biến đổi tí xíu, được không? Đấy, thay mình ghi hết sàn thì mình cho D bằng 1, mình lấy M đúng với cầu thang là bản bản là bản một phương nha, một phương. Rồi tiếp nha. Đấy. Rồi, hiểu này không bạn? Rồi tiếp bài của mình nè. Đấy. À có một số trường hợp nha. Một số trường hợp đấy. Nhà phố. Nhà phố. Người ta làm cái cầu thang này nè. Là người ta kẹp vô cái tường luôn. Hiểu tường đó không? Thế thay vì cầu thang chỗ này bạn thấy hiểu như vậy. Cầu thang này anh đang đi vuông góc với tường nè. Nhiều trường hợp là chạy dọc theo cái tường á. Được không? Thì ta làm cái cầu thang á nó kẹp vô cái tường. Thì trường hợp đó có thể nha, có thể đó là sàn hai phương đó. Để ý nha, cẩn thận nha, có một vài trường hợp đó có thể là sàn hai phương đó. Để ý, cẩn thận. Rồi trường hợp này đa số sẽ là một phương nhiều hơn. Nên mình dùng công thức này, công thức 30 đến 35. Rồi lưu ý tiếp theo chỗ này nè. Bây giờ á là nhịp tính toán nè. Đấy, nhịp tính toán mình lấy từ đâu đến đâu? Rồi cái chỗ này là cái thằng chân cãi đầu tiên với mọi người nè. Đầu tiên á phần bản thang bạn nó có
hai gác lên hai cái, một cái dầm chiếu tới mà gác lên một đầu dầm chiếu, dầm chiếu nghỉ đúng không? Rồi vậy bây giờ nè, anh chia hai phần đi, một phần là phần bản nghiêng nha, phần bản nghiêng đây, và phần bên này anh gọi là bản gì, mình gọi là bản gì, bản chiếu nghỉ đúng không? Bản chiếu nghỉ. Rồi vậy theo các bạn bây giờ này, bỏ cái hình này ra thì mấy đứa biết là L không mấy như thế nào rồi, được không? Thì ở đây nó có hai quan điểm này nè, đấy, có hai quan điểm này. Rồi quan điểm thứ nhất ở đây đấy, đó là ví dụ anh gọi chỗ này nè, trong hình của anh gọi cái hàng này là L1, L2, L2. Thằng bên này á, thằng bên trước nghỉ anh gọi là L1, L1. Cái góc này anh gọi là góc alpha, được, góc alpha. Thì nó có một cái quan điểm ở đây người ta lấy như vậy này các bạn. Đó là L0 trừ dài nhịp tinh nốt của bản thang á thì bằng L2 chia cho cos alpha. Đứng như này nha, cộng L1. Hiểu cái này không? Có một quan điểm người ta lấy như vậy. Nghĩa là thay vì chỗ này là bản thang và bản thang nghiêng á thì người ta làm gì? Nếu người ta trải ra theo phương gì các bạn? Trải ra theo phương ngang như vậy nè. Được không? Thì là phương ngang này phải thằng này là L1. Xin lỗi là L2 chia cos đâu. Đó, còn thằng L1 thì vẫn bình thường thôi. Theo các bạn trường hợp này đúng hay sai? Các bạn trường hợp đúng hay sai? Hiểu cách làm, hiểu cách lấy của người ta không? Đấy, một số bạn á, một số thầy cô tính là kiểu này. Thì xin lỗi ở đây các bạn học không chết đâu. Học trường đại học công nghệ, các thầy cô đại học công nghệ là kiểu này. Mà không phải một thầy đâu, phải dạy một trường đâu. Thầy dạy nhiều trường đó. Được không? Nhiều khi là thầy bạn sẽ học trường hợp này. Và theo bạn trường hợp này là nó hợp lý hay không? Suy nghĩ thôi. Trường hợp này á nghĩa là mình chỗ này mình đang như vậy, mình đang máy móc, mình đang hơi máy móc xíu. Trước đây khi cái sàn mình tính á, cái sàn này, cái sàn bạn coi cái sàn bạn là chỉ chịu tải đa phương gì đấy, chỉ chịu tải đa phương là phương đứng đúng không, phương vuông góc với trục đúng không? Đấy. Thì mọi người đang máy móc ở đây nè, đó là mọi người kêu á là cái tải cầu thang của bạn cũng như thế nào, phương vuông góc với trục bản thang được không ạ? Nếu cái tải bạn vuông góc trục bản thang thì bạn tính như vậy, ok anh đồng ý. Nhưng mà tải của cầu thang của bạn á, như là tính tải của bản thang này, tính tải của bản thang nha, hai tính tải của bậc thang là tải như thế nào, tải theo phương nào, phương thẳng đứng đúng không? Phương thẳng đứng mình có cần thiết mình phải làm vậy không? Đâu cần thiết được không? Đấy, khi là tải bạn là tải vuông góc với thằng này này thì ok nha, ok được, anh không có bài lý của đó. Nhưng mà tải của mình á, đó là tải theo phương gì đây, phương đứng. Hiểu cái này không? Tại vì sao người ta làm kiểu này? Trước đây nha, trước đây á, khi mà cái máy móc nó chưa thịnh hành á, thì nếu mà bạn ví dụ như anh có sơ đồ tính cầu thang như thế này nè, ví dụ nha, sơ đồ siêu tĩnh đi, được không? Nếu mà anh cho các bạn cái tải đứng như vậy nè, cái tải như vậy là tải theo phương chiều nghiêng của bậc thang á, được không? Nếu mà cân bằng moment của thằng này sẽ hơi khó, cân bằng moment của thằng này nó hơi khó. Mà nếu mà mình vẽ vuông góc này thì mình cân bằng moment nó như thế nào, cân bằng moment nó sẽ dễ hơn, được không? Đó là lý do tại sao mà trước đây người ta hay gán tải vuông góc đó. Đấy, gán tải vuông góc á, thì bạn lấy cái trường hợp gì dài như thế này thì ok. Nhưng mà hiện tại giờ máy móc rất là phổ biến rồi, được không? Không thể bạn chỉ mô hình 2D mà bạn thể bạn mô hình 3D, mô hình bất kỳ một cấu kiện gì cũng được, được không? Thì chỗ này á, bạn đừng có chiếu vuông góc vô nữa nha, nhớ đừng chiếu vuông góc nữa, mà bạn cứ để tải như thế nào, bạn cứ để tải mình là tải thẳng đứng như vậy là ok, được chưa? Để tải thẳng đứng như vậy là ok. Rồi tiếp, rồi đó là cái quan điểm đầu tiên. Và thì ở đây á, mình sẽ lấy gì tính toán này, nhớ giùm mình một cái này như vậy nè, cái chiều dài nhịp tính toán của mình á, mình sẽ lấy nè, cũng giống như sàn bữa trước, bạn còn nhớ khi anh sơ bộ cái chỗ sàn dầm trực giao không, còn nhớ đoạn đó không? Trong bài tài anh có dầm trực giao, mình có lấy cái ô nhỏ mình đi sơ bộ không, nhớ rồi chưa? Không rồi, lại mở ra mới nhớ được này, nó quên sạch rồi, chờ xíu con chuột nó bị cái gì. Đây nè, mọi người nhớ bữa trước ví dụ như chỗ này nè, anh cứ dầm trực giao ngay đây, được không? Vì trong trường hợp á, có dầm trực giao ngay đây nè. Vậy anh nói bạn á, lúc này mình sơ bộ, mình có lấy cái cạnh nhỏ là 3m4 mình sơ bộ ô này không? Mà lấy cạnh gì?
Ờ, cạnh lớn. Được không? Vậy tại sao lấy cạnh lớn còn nhớ không? Nhớ lại này không? Tại sao lấy cạnh lớn? Tại vì ở giữa chỗ ngay nhịp, ngay cái dầm này, nó có xuất hiện moment âm không? Không xuất hiện moment âm mà là moment gì? Moment dương đúng không? Và còn nhớ cho anh một cái câu này này. Đó là nhịp tính toán của bất kỳ cấu kiện nào á, mình sẽ lấy từ vị trí gối đến vị trí gối. Hay nói cách khác á, là lấy từ vị trí có moment âm đến vị trí có moment âm tiếp theo. Nhớ nhá, từ vị trí có moment âm đến vị trí có moment âm tiếp theo. Đấy nhá. Vì thế chỗ này á, mình sẽ lấy vị trí từ vị trí này đây. Từ vị trí dầm chiếu. Dầm dưới này là vị trí dầm chiếu. Dầm chiếu chiếu tới, đó, dầm dưới này, dầm chiếu tới. Đến vị trí trên này là vị trí của dầm chiếu. Dầm chiếu nghỉ. Được chưa? Đấy. Còn ví dụ nha, ví dụ chỗ này một số bạn này, ví dụ trường hợp các bạn thêm một cái dầm ngay đây. Hiểu biết không? Bạn thêm cái dầm ngay con chỗ chuột của anh à. Được không? Các bạn bỏ cái dầm ngoài này đi. Thì lúc đó bạn có tính tới ngoài này không? Thì tính đó có tính ngoài này không? Có tính đâu? Tính tới dầm, từ dầm bên này tới dưới đây. Hiểu cái này không? Nếu mà bạn có thêm một cái dầm ngay đây nữa. Được không? Nếu mà có thêm một cái dầm ngay đây nữa. Hiểu cái này chưa? Đấy. Rồi. Và ở đây cũng giống như sàn nha, cũng giống như sàn. Khi mà mình sơ bộ bản thang nha, đấy. Thì bạn còn nhớ bước trước á, khi mình sơ bộ bề dày sàn, mình lấy nhịp tính toán từ đâu đến đâu không? Từ tim đến tim hay từ mép đến mép á? Mép mép, tại vì sao? Tại vì sao? Tại sao lấy mép mép? Moment lớn quá để bị dư. Moment lớn bị dư. Từ tim thì à. Từ tim tới mép thì khoảng đó thì moment nó cao mình không tính. Vậy nếu mà em lấy vậy nó không an toàn sao? Anh đang chất vấn của em giống như bảo vệ hội đồng đó. Vị trí phá hoại là từ ở vị trí. Ừ. Tại vì vị trí phá hoại giữa sàn và dầm thường thường xảy ra ở đâu? Xảy ra ở mép dầm. Được chưa? Đấy. Rồi, lưu ý chỗ đó là có nhiều anh em người ta thiết kế theo cái lý thuyết chạy dẻo á, lý thuyết chạy dẻo, lý thuyết đàn hồi á, thì nó hay cãi nhau ở đó nha. Để cẩn thận. Rồi, thì nhớ là bề dày bản thang á, mình sẽ bộ một lúc là L0 chia 30 đến 35, được không? Và L0 á là mình đo từ mép của dầm chiếu nghỉ đến mép của dầm chiếu tới. Nha, mình đo dựa trên cái này để nha. Rồi, đó là bản thang. Ok nha. Thì bây giờ bản thang á, khi nào là hợp lý thì nó cũng phải thỏa hai điều kiện đúng không? Điều kiện thứ nhất á là điều kiện về hàm lượng thép. Điều kiện thứ hai là điều kiện về độ võng nha, về hàm lượng thép và về độ võng. Được chưa? Đấy. Hàm lượng thép của bản thang thì mình lấy cũng giống như là sàn của mình thôi, được không? Giống như sàn của mình thôi. Võng thì bản thang cũng tính võng giống như sàn thì võng bản hai mũi son sẽ chỉ cho bạn sau. À. Rồi thứ hai đó là đi sơ bộ tiết diện của dầm thang bao gồm hai dầm, đó là dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới nha, chiếu nghỉ và chiếu tới, hay nói chung cũng thuộc dầm thang thôi. Đấy. Rồi bây giờ lại hỏi lại bài cũ, bạn còn nhớ công thức sơ bộ tiết diện dầm chính của anh không? Hát dầm chính bằng gì? Một phần bao nhiêu ai chả biết? Một phần bao nhiêu? 12 đến 16 của nhịp dầm. Rồi công thức này nó hơi khác một tí đúng không? Tại vì bạn nhớ cái dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới của bạn á, công thức bạn vừa đọc cho anh bảng á, anh ghi á, là công thức của dầm liên tục, dầm hai nhịp trở lên. Nhưng mà với dầm chiếu nghỉ của mình là dầm gì? Bạn đấy mà thấy hai dầm chiếu nghỉ nó chỉ gác lên hai cái cột thôi đúng không? Một nhịp mình dùng 1/10 đến 1/10. Nhớ nha, dầm một nhịp mình sẽ bộ công thức 1/10 đến 1/14. Đấy. Đừng có dùng công thức 1/8, 1/12 nha. 8/12 là dùng cho nhà công nghiệp. 8/12 dùng cho nhà công nghiệp. Ví dụ, không hẳn là nhà công nghiệp, nhà dân dụng cũng được, nhưng mà nhà dân dụng một cái tải lớn là tải xe á. Được không? Tải xe, ví dụ kỳ trước có một bạn sinh viên của anh á, nó nhận một cái đề. Đó là một cái showroom xe hơi các bạn. Showroom xe hơi. Mà làm bê tông hoặc làm thép nha, làm bê tông thì cái tải đó anh kêu bạn đó là dùng công thức 1/8, 1/12 công thức thì chính xác, được không? Tùy trường hợp để mình lấy công thức đó chuẩn nha. Dầm một nhịp thì dùng công thức 1/10 đến 1/14 với LD là chiều dài nhịp của dầm nha. Rồi, và đây lưu ý nè, bạn lấy chỗ tối thiểu cho anh á về rộng cái tích diện dầm của anh á là 200 x 300 nha. Tối thiểu nha, tại vì nhiều trường hợp bạn sơ bộ nó nhỏ lắm, lấy tối thiểu là 200 x 300. Tại vì thường thường trên dầm chiếu nghỉ của bạn có xây tường,
mà thường thường á là bạn xây tường 200. Xây tường 200 thì làm sao bạn lấy bề rộng là bề rộng 100 được, phải lấy bề rộng là 200 là đủ. Rồi tiếp. Ok lần này chưa? Rồi. Và bây giờ các bạn mở giùm anh nha. Các bạn mở giùm anh cái file tính toán cầu thang lên. Các bạn nào chưa có file đó không? Rồi đầu tiên á là các em vô phần kích thước sơ bộ cho anh nè. Kích thước sơ bộ nha. Ở đầu tiên các em nhập rồi này. Ở trong này á, những ô màu vàng nha. Những ô màu vàng là những ô các bạn phải nhập. Những ô màu vàng những ô phải nhập. Đầu tiên á là các bạn nhập cho anh á, đó là chiều cao của bậc thang và bề rộng của bậc thang nha. Chiều cao bậc thang và bề rộng bậc thang. Thì trong bài của anh này, chiều cao bậc và bề rộng bậc bữa trước mình đã chỉ các bạn trong cái phần đi chỉnh sửa bản vẽ kiến trúc rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy công trình này mình áp vô mình tính thôi. Áp vô mình tính thôi. Với công trình này á, chiều cao tầng của mình á đang dùng là 3m6. Rồi, 3m6. Vậy mình đo lại đúng cái số bậc của bài này luôn nè. Bài này chiều cao bậc của mình là 150. Rồi, 150. Và bề rộng bậc của mình là 300. Rồi. Bạn nhớ là cứ 3m6 á thì cứ đẩy bao nhiêu? 150, 300 cho nó dễ. Nhưng mà có cái là 150, 300 nó ra 24 bậc thôi. 24 bậc ra từ luôn rồi. Được không? Thì nếu nhiều thầy cô không bắt bẻ cho đấy thì cứ làm không sao hết. À, vẽ cho nó dễ. À. Sao em? Đấy. Rồi, tiếp bài mình nha. 150, 300. Ok này chưa? Rồi, khi bạn nhập chiều cao bậc và bề rộng bậc này, nó sẽ tính được cái cos alpha ở đây. Cos alpha nha. Đâu. Và từ cos alpha ở đây á, nó sẽ tìm bạn được góc góc alpha. Được, góc alpha. Khi bạn còn nhớ góc alpha của mình hợp lý khi nào không? Hợp lý khi nào? Khi nào? Khi góc alpha bạn dao động từ 27 đến khoảng 33 độ, 30 33 gì đó. Được, 33 cũng được nha. Thì 33. Rồi, ở đây bạn thấy anh chất này. Nó có hai cái hàng ok này. Cái hàng ok ở dưới là gì? Khi cái góc của bạn này rơi vào trong khoảng là 27 đến 33 độ á, được không? Đấy, thì nó sẽ báo là ok. Còn nếu góc của bạn không rơi vào trong khoảng 27 đến 33 độ á, nó không báo là no ok, mà nó báo n gạch a, nghĩa là nó không hợp lý. Được không? Không hợp lý thôi. Được chưa các bạn nào? Không phải là gọi là sai. Không hợp lý với sai là khác nhau nha. Đấy. Còn cái hàng trên nó chết gì? Bạn còn nhớ bữa trước mình có dạy bạn một cái đó là khi mà mình sơ bộ chiều cao và bề rộng bậc thang á, mình có một cái công thức á, đó là cái tỷ lệ là hai lần chiều cao này cộng bề rộng bậc dao động từ khoảng 600 đến bao nhiêu? 620. Được không? Nghĩa là cái hàng trên đang kiểm tra điều kiện đó. Được không? Đấy. Khi mà 2h cộng b nha. Đấy. Đấy. Thường thường trong đồ án bạn cố gắng bạn chọn cho nó nằm trong khoảng hợp lý của một trong hai trường hợp là được rồi. Một là góc, hai là 2h cộng b là ok. Yeah. Còn ra ngoài á, kiến trúc nó để sao? Cứ thiết kế như vậy. Hiểu không? Sau này nha, ra ngoài kiến trúc để cầu thang dốc cỡ nào á, 40 độ cũng được. Kiến trúc để sao? Cứ thiết kế như vậy. Hiểu chưa? Đấy còn có gì đổ thừa đó chứ. Được không? Đấy nha. Rồi, tiếp nè. Đấy. Tiếp theo á, ở đây bạn nhập cho anh hai cái đó là nhịp tính toán nè. Nhịp tính toán của dầm chứa nghỉ và nhịp tính toán của cầu thang, được không? Nhịp tính toán của miếng nhịp tính toán cầu thang, bản thang á. Và như vừa rồi mình nói đó là nhịp tính toán của bản thang á, đó là mình đo từ mép dầm đó rồi, mép dầm chiếu tới đến vị trí mép dầm chiếu nghỉ, được không? Mép dầm chiếu tới đến mép dầm chiếu nghỉ, rồi mình đo nè. Các bạn mở file bài tập hành số 0 ra luôn đi các bạn. File này mình có gửi cho các bạn rồi đó. Được. Mép dầm chiếu tới nè, đến mép dầm chiếu nghỉ nè. Giá trị của mình á là 4m65. Cái này lưu ý này, khi vẽ kiến trúc á, khi vẽ kiến trúc lại nha, vẽ chính xác cái cầu thang của mình. Mấy cái khác phải vẽ tương đối nha. Phòng ốc này nọ tường á vẽ tương đối cũng được, nhưng mà riêng cầu thang á thì phải vẽ chính xác. Được, phải vẽ chính xác như mình nha, 4m65. Rồi, cái này mình nhập vô là 4m65. 4m65. Nhịp tính toán của bàn thang nha, của bàn thang. Rồi, cái thứ hai là nhịp tính toán của dầm chiếu nghỉ nè. Xong chưa bạn? Dầm chiếu nghỉ. Bản thang á thì các bạn đo trên mặt cắt của nhà á, được không? Khi bạn vẽ mặt cắt á, bạn nên cố gắng bạn vẽ một cái mặt cắt nào đó đi qua cái cầu thang, được không? Đi qua cầu thang đấy. Rồi, nhịp tính toán của dầm chiếu nghỉ á, các bạn đo ở trên mặt bằng á, đo trên mặt bằng. Bạn mở cho anh mặt bằng kết cấu ra, xin lỗi mặt bằng kiến trúc ra,
mặt bằng kiến trúc tầng điển hình ra giùm anh từ tầng 2 đến tầng 15. Mở cái mặt bằng kiến trúc tầng điển hình ra. Rồi xong chưa? Rồi để ý nè, cái cầu thang của anh nhìn hướng đi này, hướng đi này. Khi mà mình vào cửa đây nè, mình vào cửa đây nhá. Rồi vào cửa đây, mình đi lên vế này nè, hiểu không? Đi lên vế này, đi lên tới đây, đi tới dầm gì đây? Đi tới chiếu chứng nghỉ mà, vậy dầm chứng nghỉ của anh là cái dầm ngay đây nè, được không? Dầm chứng nghỉ là cái dầm ngay anh trò chuột của anh đang ngay đây, được không? Vậy dầm chứng nghỉ của anh á, với công trình này nè, thì một đầu á anh sẽ gác lên cái gì đây? Một đầu anh gác lên cái lưng vách, đúng không? Và một đầu anh gác lên cái gì? Đầu này nó không có dầm nha, đầu này nó có dầm nhưng mà cái dầm nó nằm ở cao trình sàn các bạn, hiểu chưa nào? Dầm này nằm ở cao trình sàn, được không? Đấy. Thì cái dầm chứa nghỉ của mình á, một đầu nó sẽ gắn lên vách, một đầu á ở đây mình sẽ làm cho nó một cái cây cột cấy lưới, à một cái cột cấy, được cái cột cấy, hiểu cái cột cấy không? Đây như cái hình này của mình này, như cái hình này á, là dầm chứa nghỉ của anh á là gắn lên hai cái cột chính của nhà, đúng không? Hai cột chính của nhà. Nhưng mà ví dụ nhiều trường hợp á, ví dụ nhiều trường hợp cái cầu thang bạn bề rộng cái khu cái buồng thang bạn á, ví dụ là 3m6 nha, cái nhịp tính toán, cái nhịp nhịp nhà các bạn á nó là 10m, hiểu ý không? 10m. Đây mình vẽ sơ sơ cho nên nó là cho coi. Hai cột chính nhà các bạn á, hai cột chính nhà các bạn nha, nhịp tính đấy đây này là 10m, được không? 10m. Cái cầu thang của bạn á nó chỉ nằm anh đang vẽ mặt bằng nhá, nó mặt bằng, cái cầu thang của bạn á nó chỉ nằm lọt trong khu này thôi. Ví dụ như là 3,6m đi, 3,6m là ok rồi, đúng rồi. Vậy thì nếu ở chỗ này á, ở vị trí này, anh coi dầm chứa nghỉ nằm ở đây đi, được không? Dầm chứa nghỉ nằm ở ngay chỗ khoan đỏ ngay đây nè. Vậy thì nếu mà dầm chứa nghỉ á, mình gác lên hai cái cột hai bên đầu này được không? Với điều kiện mình làm dập nhìn dập, mình làm cái dầm chứa nghỉ 10m lớn lên thì được, nhưng mà nó phí. Mình làm 10m nhưng mà nó chịu được mỗi đầu thôi, mỗi giữa nè, thì nó phí đúng không? 36 là nó phí. Thì mình làm gì đây? Thay mình làm 10m thì mình sẽ làm hai cột cấy đây, hai cột cấy đây, cột cấy lên đây, đó, cấy lên. Thì khi cấy lên đây cái nhịp dầm mình sẽ tựa vào đâu đây? Tựa vào hai cột, cột cấy này, hiểu được không? Và cột tải từ cột cấy nó sẽ truyền vào đâu? Truyền được cái dầm chính nhà của mình, được chưa? Đấy, cẩn thận nha. Với bài của mình cũng vậy. Cái bài mình vậy. Ở chỗ này á, bài của mình á thì nó không có dầm đúng không? Không có dầm nằm ở cao trình dầm chứa nghỉ nha. Không có dầm nằm ở cao trình dầm chứa nghỉ. Vì thế mình phải làm thêm một cái cột cấy vào đây. Thường cột cấy này các bạn là không cần tính. Không cần tính nha. Chỉ cần bố trí gì? Bố trí cấu tạo là ok rồi. Vậy cấu tạo á thì thường thường cột cấy á mình sẽ làm bề rộng cột cấy tối thiểu là bằng bề rộng của dầm. Bằng bề rộng của dầm nha. Ví dụ dầm chứa nghỉ bạn bề rộng là 200 thì cột cấy bạn cũng làm bề rộng bao nhiêu? Bề rộng là 200, được không? Mà cấu tạo bây giờ hỏi này, nếu mà cấu tạo làm thép cấu tạo thì thép cấu tạo trong cột là bao nhiêu? Mấy câu này phải nhớ nha. Mấy câu anh hay hỏi á là nhớ thép, hàm lượng thép cấu tạo trong cột là bao nhiêu, nhớ không? Học rồi lào 1-3% là hàm lượng hợp lý với ông nội, 0.4%, được không? Mở lại tiêu chuẩn coi, được không? Đấy, cái này học bên phần sơ tiết điện cột rồi nha. Đấy, mấy cái hàm lượng cấu tạo các em nên nhớ để sau này các em chém gió chứ, được không? Các em chém gió là các em bố trí theo cấu tạo đúng không? Không lẽ cấu tạo là phi 8 và 200, cấu tạo là theo hàm lượng thép, nhớ nhá, theo hàm lượng thép. Đấy rồi tiếp. Vậy ở đây á, cái dầm chứa nghỉ của anh á trừ giờ nhịp sẽ là 2m4, được không? 2m4. Đấy, các em nhập vô đây 2m4 nè, được, anh nhập sẵn rồi, được, nhập sẵn rồi. Đấy. Rồi vậy đây, khi mà các em nhập kích thước của bản thang này, kích thước của bản thang nha và kích thước của dầm á, thì sẽ sơ bộ cho các em được ba cái này này. Thứ nhất á, đó là bề dày bản sơ bộ này. Bề dày bản sơ bộ á là dao động từ 132 đến 155, được không? Rồi vậy bây giờ dao động từ 132 đến 155 thì mình chọn 140 cũng được, 150 cũng được, chọn 130 được không? 130 cũng được, miễn là 130 mà tính là sao? Thỏa võng là phải gì? Thỏa hàm lượng, hàm lượng thép là ok rồi, được chưa? Đấy. Và chỗ này mình sẽ chọn kích thước ở giữa xíu đi. Mình chọn 140, được.
Thì bạn thấy ở đây mình cứ note cho các bạn á, là bề dày bản thang á, mình phải chọn tối thiểu là bao nhiêu mili? 80. Tại sao phải chọn tối thiểu 80? Tại sao chọn tối thiểu 80 biết không? Nếu mà bản thang bạn chọn mỏng quá thì sao bạn? Rung. Đúng rồi, nó rung. Đi nó rung. Hiểu không? Thì thường bạn đi tải thang là bạn bước lên là cái tải bạn là tải động mà. Đúng không? Nó sẽ rung. Yeah. Rồi. Dầm nè. Chiều cao dầm á thì nó sơ bộ ra cho các bạn là từ 184 đến 240, được không? Thì ở chỗ này á thì mình làm tròn là 300 đi, được không? Làm tròn 300. Và bề rộng bậc á dao động từ 150 lấy là 200, được không? Bạn còn nhớ bề rộng dầm, kích thước dầm thang tối thiểu nó bạn đó là 200 nhân cho 300, được không? 200 nhân cho 300. Hiểu chỗ này chưa các bạn? Rồi. Đó là kích thước sơ bộ cầu thang. Tiếp theo á, bây giờ mình sẽ vô phần tiếp theo. Đấy. Đó là mình đi xác định sơ đồ tính và tải trọng, được không? Ở đây anh sẽ xác định là tải trọng trước nha, được không? Tải trọng trước. Đấy. Tải trọng thì gồm hai phần nha. Tải trọng thì gồm hai phần là tải trọng tác dụng lên bản thang nghiêng và tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ nha. Vậy ở đây chủ yếu sẽ nói phần bản thang nghiêng, còn phần bản chiếu nghỉ thì nó khá là dễ, tại vì nó giống phần sàn, mà phần sàn thì mình học rồi. Đấy. Quay đây nè. Thì nhớ cái quy ước của mình nha, nhớ quy ước của mình trong cái cầu thang của mình nha, trong cầu thang của mình đấy, ở đây á anh sẽ luôn luôn anh gán tải á, là tải theo phương gì đây, tải theo phương là phương trọng, trọng lực nha, được không? Bạn phải quy ước cái chiều tải của mình đã, đó, quy ước cái chiều tải của mình, từ đó mình mới ráp cái công thức cho chính xác được đấy nha. Có nhiều người người ta tính cái tải là trường hợp là vuông góc thì công thức của người ta sẽ khác. Còn trong trường hợp này của anh thì anh tính tải của cầu thang anh coi như là tải đa phương trọng, trọng lực nha. Và bạn để ý chỗ này, coi anh vẽ nè. Anh luôn luôn vẽ một cái đó là cái tải trên bản thang nghiêng á nó lớn hơn tải của bản chiếu nghỉ. Nhớ nha, tải trên bản thang nghiêng luôn luôn lớn hơn tải bên bản chiếu nghỉ. Tại vì tải bản thang nghiêng á nó sẽ có thêm cái phần của bậc thang á. Được không? Bậc thang. Bản chiếu nghỉ á bạn không có tải, không tải bậc thang, nhớ nha, không tải bậc thang đấy. Rồi bây giờ chúng ta chọn bậc thang. Đầu tiên là bản thang nghiêng này, bản nghiêng. Rồi vậy bạn nhìn lên cái hình của anh trên đây, đây nhìn lên hình này của anh đây. Ở đây anh đưa ra một cái cấu tạo của bản thang nghiêng, được. Vậy lớp đầu tiên nha, lớp đầu tiên của bản thang nghiêng thì thường thường có nhiều trường hợp, có nhiều cách làm. Có thể lớp đầu tiên mà bạn dùng đá hoa cương, được, đá hoa cương. Có thể bạn dùng gạch, gạch ceramic bạn lát, được. Có thể bạn dùng đá mài, được. Có thể nhà bạn giàu bạn dùng đá granite. Có thể nhà bạn nghèo bạn chỉ lát vữa thôi, xong bạn xoa nền thôi, được không? Đồ giàu tùy trường hợp nha, tùy trường hợp đấy. Cái này thường thường kiến trúc sẽ cho các bạn, kiến trúc sẽ cho các bạn sẵn, được không? Đấy, có nhiều trường hợp nhà người ta dùng đá granite người ta lát luôn các bạn, được không? Đấy. Rồi tiếp nha. Lớp thứ hai là lớp vữa lót, được không? Lớp thứ hai là vữa lót. Lớp thứ ba dưới vữa lót thì mình có cái bậc thang, bậc thang mình dùng gạch mình xây. Ở đây lưu ý bậc thang dùng gạch anh xây nha, được không? Chứ một số công trình hiện tại như nói là người ta bậc thang người ta đổ trực tiếp luôn, người ta đổ luôn. Tại sao người ta đổ luôn? Tại vì nhiều công trình bây giờ á, bạn hiểu như vậy nè, ví dụ như Vincom đi, thì khi mà người ta làm á, người ta ở trên, bây giờ ví dụ là người ta làm tới tầng 3 đi, thì những tầng dưới người ta sẽ xây tường đúng không? Xây tường. Vậy người ta dùng cái lối là lối cái lối lối đi nào á để người ta vận chuyển gạch, vận chuyển xi lên người ta xây tường, cát lên xây tường, thì chỉ có vận chuyển bằng gì? Cầu thang bộ thôi, được không? Vận chuyển bằng vận thang cũng được, nhưng mà cái năng suất nó không cao, được không? Mình vận chuyển bằng thang bộ nó sẽ là sao? Sẽ nhanh hơn, được không? Đấy. Nên nhiều công trình đó là người ta đổ trực tiếp cái bậc này luôn, được, đổ trực tiếp cái bậc này luôn. Và nhiều công trường á, thường thường á, có nhiều công trường thì người ta là cầu thang người ta thi công sau. Nhưng mà nhiều công trường hiện tại là người ta thi công cầu thang người ta đổ cùng một lúc luôn. Nghĩa là người ta đổ cột, dầm, sàn và cầu thang cùng một lúc. Với điều kiện người ta dùng ván khuôn nhôm của bạn có thể làm được. Được không? Còn ván khuôn mà kiểu ván khuôn phủ phim bạn thì thua, làm được. Được, ván khuôn nhôm tổ hợp á thì làm được hết nha. Được, đổ một lần là làm được hết. Rồi. Giống như nếu mà bạn nào, có bạn nào trước đây bạn đi thực tập ở bên cái khu Vincom á, nhầm Vinhome ở dưới bên núi Cạn này, thì bên đó người ta đổ trực tiếp luôn, đổ cả bậc luôn,
đổ cả cầu thang luôn. Rồi tiếp theo nha, đó là bản bê tông, đúng không? Bản bê tông. Và cuối cùng là lớp vữa chét, vữa chét trần ở dưới dưới đáy của cầu thang các bạn. Có thể ở dưới đây á, có thể nhiều trường hợp bạn có thêm lớp sơn nước nữa, đúng không? Lớp bả ma tích và sơn nước ở dưới đây đó. Nhưng mà thường thường lớp đó nó như thế nào ạ? Rất là mỏng, được không? Rất là mỏng thì bạn khỏi tính cái đó cũng được, để ý là khá là mỏng. Khi bạn ba thích mình bả ba lớp á, được xong mình trà mình sơn nước lên khá là mỏng, khỏi tính cũng được. Quay ở đây lưu ý chỗ này nè, lưu ý chỗ này. Bây giờ tôi sẽ đi tính tải của bạn nghe như bạn. Trên cái bảng này á thì anh cho các bạn lưu ý, anh cho các bạn cái chiều dày nha, chiều dày tham khảo các bạn, lưu ý chiều dày tham khảo, trọng lượng riêng tham khảo và hệ số độ tin cậy. Chiều dày thì tham khảo thôi, nhưng mà cái trọng lượng riêng này á thì mình lấy trong cái cuốn sổ tay kết cấu của thầy Vũ Mạnh Hùng ra, được không? Đấy. Còn cái hệ số độ tin cậy này á thì mình lấy trong bảng số 1 của tiêu chuẩn Việt Nam 277 ra, được không? Nghĩa là hai cái cột này là nó có nguồn gốc của nó hết, còn cái này thì tham khảo nha, được không? Tùy các bạn có thể lấy chiều dày khác cũng được. Rồi cái tải trọng đầu tiên trên bảng nghiêng của mình á, đó là gạch để gạch lát, để gạch lát hoặc là vữa lót. Để hai thằng này anh cộng chung vô nhau, tại vì anh lưu ý nè, bây giờ mình vẽ cái hình này nó lại chữ này, mình vẽ một cái bậc thôi nha, vẽ một cái bậc thôi. Dạ, vẽ một bậc này. Rồi ở đây á, thì bề rộng bậc á thì người ta hay kêu là L bậc, L bậc. Chiều cao bậc á thì người ta kêu là H bậc. Rồi, được chưa? Kết luận này nha, vừa lót. Ở đây hai lớp đầu tiên là lớp gạch và lớp vừa lót. Thì hai lớp này nó có giống nhau này, là cái chiều dài của hai lớp này nó như thế nào ạ? Chiều dài của gạch và chiều dài của lớp vừa lót nó như thế nào đây? Nó như nhau không? Hiểu không? Chiều dài của gạch và chiều dài của lót đó, nó đều là H bậc cộng cho gì đây? Cộng cho L bậc, đúng không? H bậc cộng L bậc. Vậy bây giờ cái cách tính như này nè, bạn thấy cái tải này là tải đa phương gì đấy? Tải đa phương, phương nghiêng đúng không? Tải đa phương nghiêng. Vậy cái ý tưởng người ta tính toán cái tải trọng của cái phần này là như vậy này. Bạn thấy cái phần vữa lót hoặc phần gạch vừa nó gồm hai phần, một phần nằm ngang, một phần nằm gì đây? Một phần nằm đứng đúng không? Thì người ta sẽ ý tưởng người ta sẽ làm như vậy, đó là người ta sẽ quy tải trọng nha. Đấy người ta quy tải trọng của hai phần này, bao gồm phần đứng này nha và phần ngang này, người ta quy về một cái lực tập trung. Tập trung này nha. Được. Lực tập trung này đặt ở đâu? Lực tập trung này là ở vị trí chính giữa của gì đây? Chính giữa của bậc thang, của thang nghiêng. Hiểu ý này không? Đây này. Nhưng cái chỗ này anh vẽ nó hơi bị lật tí xíu này. Vẽ gì trên của đây tí xíu cho dễ hiểu hơn. Lỡ tay vẽ hơi lật. Chính giữa này. Khi bề rộng này là L bậc đi. Được không? Thì mình sẽ đưa vào vị trí chính giữa đây. Chính giữa của L bậc. Thực tế thì chưa chắc là chính giữa đâu, tại vì nó còn tùy thuộc vào cái chiều cao và bề rộng bậc của nó. Được. Nhưng mà mình quy về một lực tập trung nha, P mình đặt ở vị trí chính giữa của bậc này. Rồi từ lực tập trung này nè, mình muốn quy về lực phân bố thì mình làm sao? Mình làm gì sao? Để chia cho cái bề rộng đúng không? Đấy. Mà ở đây á, từ lực tập trung này mình quy về lực phân bố theo phương chiều gì? Phương gì? Theo phương vuông góc hay là phương theo phương chiều nghiêng? Phương nghiêng đúng không? Nghiêng. Đây. Một chỗ này á, mình sẽ chia cho cái cạnh này. Hiểu cái này không? Tại vì mình chia, mình quy về đúng lực phân bố theo phương dạng này mà. Được không? Đấy. Nghĩa là anh gọi lực phân bố gọi là quy nhỏ đi. Quy nhỏ nhân cho cái chiều dài này. Được. Chiều dài này. Thì sẽ là cái lực đứng này. Được chưa? Đấy. Giống như mình tổ hợp lực thôi, tổ hợp lực này. Với lực phân bố mình nhân cho chiều dài thì mình tìm được cái lực tập trung. Rồi bây giờ lực tập trung mình tìm như thế nào này? Rồi anh giải thích cái công thức chút xíu rồi tí nữa sẽ đưa công thức cho các bạn luôn. Đấy. Đã là giải thích công thức rồi. Rồi anh gọi là G đi. G1 nha. G1. Bằng này. Rồi đầu tiên đó là mình sẽ lấy chiều cao bậc này. Chiều cao bậc nha, cộng cho bề rộng bậc thang. Chiều cao bậc thang cộng bề rộng bậc thang. Rồi
tải tập trung á thì mình sẽ bằng là gamma nhân cho thể tích, đúng không? Gamma nhân thể tích thì chiều cao bậc kinh là bậc thì mình mới được chiều dài thôi nè. Tiếp theo á, là mình nhân cho bề dày nha. Bề dày H1 là gì? H1 là bề dày của lớp, bề dày của lớp gạch, hoặc là nếu ở lớp vữa thì là bề dày của lớp vữa. Bề dày của lớp vữa. Rồi tiếp theo này, nhân tiếp cho ở đây á, khi mà mình xét bề rộng bản thang á thì thường thường mình xét với bề chiều rộng là chiều rộng 1 mét nha. 1 mét đồng vô, cái này nó với mặt cắt nhau à, nó với mặt cắt được không? Thực tế bình thường mình xét bề rộng là bề rộng 1 mét đồng vô, mét đồng vô. Và chỗ này mình sẽ nhân thêm là nhân thêm 1 mét nữa, được, nhân thêm 1 mét nữa. Rồi và cuối cùng mình nhân cho gamma, được, nhân gamma, gamma 1. Gamma 1 là gì? Gamma 1 đó là trọng lượng riêng nha, trọng lượng riêng của gạch hoặc là của vữa, trọng lượng của gạch đó, gạch ceramic hoặc là của vữa lót, hoặc là vữa lót. Và cái vế trên tử số này của anh nè, cái vế ở trên tử số này của anh á, đơn vị đó là đơn vị gì? Chiều dài nè, đúng không? Ba ngày á dân á phải là đơn vị của nó là mét mũ ba không? Nhưng là gamma vậy trên vế trên tử số đơn vị là gì? Kilonewton, kilonewton đúng không? Đấy, nó chính là cái lực gì của mình đây? Chính là lực tập, lực chung này của mình nè. Bây giờ mình muốn quy về lực phân bố thì mình phải chia cho gì? Chia chiều dài, chiều dài nghiêng là đúng không? Chiều dài ngang này của mình á là mình ghi là L bậc. Vậy chiều dài nghiêng này của mình ghi là gì? Ví dụ anh gọi góc là góc alpha đi, thì chiều dài nghiêng này gọi là L chia cho bạn, L bậc chia cho cos alpha. Được, L bậc chia cho cos alpha. Rồi và từ đây mình gói gọn này nè. Đấy, mình gói gọn này chút xíu nè. Mình viết gọn này tí nha. Bằng H bậc nè cộng L bậc nè nhân cho H1 nè nhân 1 mét nè nhân cos alpha chia cho L bậc. Được, chia L bậc. Rồi, cuối cùng mình nhân cho gamma mấy đây? Gamma gamma 1 đúng không? Quay cái cục đằng trước này nè. Cục đằng này người ta gọi nó là chiều dày tương đương. Chiều dày tương đương người ta hiểu chữ delta, chữ này gọi là chữ delta. Chiều dày tương đương của lớp thứ nhất, chiều dày tương đương của lớp thứ nhất. Ở đây chiều dày tương đương của lớp vữa và lớp gạch nó giống nhau, tại vì cái hình thức của hai lớp nó giống nhau, nó chỉ khác bề dày và nó khác cái gamma thôi. Vẽ cái hình vô sao mình thấy hả? Trong bếp nhớ là không? Phải có chứng minh không? Ý tưởng chứng minh người ta như thế được. Và sau này á, mình chỉ cần tìm được chiều dài tương đương này, tìm chiều dài tương đương nhá. Mình nhân cho gamma thì bạn tìm được tải của gạch lát và tải của vữa lót thì được không? Hiểu nào? Thay vì trước đây á, khi mà mình tính sàn á là cái bề dày của mình 2 phân ngang đúng không? Mình chỉ lấy gamma mình nhân bề dày thôi. Được không? Nhưng mà bây giờ cái bề dày mình nó gồm 2 phần, một phần nằm ngang vậy nè, một phần nằm gì nữa? Phần nằm đứng đúng không? Vì đó thế này. Đó là lý do tại sao mình phải quy tải này. Bây giờ, bước trước là cái tải mình á là cái sàn nằm 2 phân ngang và cái tải là vuông góc luôn thì nó dễ. Bây giờ cái tải mình là tải là phương gì? Phương nghiêng. Được, phương nghiêng. Sau này có một thằng mà tính y chang thằng này, y chang cầu thang luôn, đó là ram dốc là phải tính nha. Cầu thang thì có thể không tính cũng được, nhưng mà ram dốc á, cái chiều dài ram dốc nó bất định lắm, được không? Cái tải xe nó đi cũng chưa biết được, nên thường thường ram dốc là phải tính đàng hoàng. Cầu thang thì lấy theo kinh nghiệm cũng được. Đó là trường hợp đầu tiên lớp gạch hoặc là lớp vữa lót, hai lớp này như nhau nha, hai lớp này như nhau đấy. Công thức thì anh cho trong slide rồi, yên tâm đi, nhưng mà anh giải thích chỗ này thôi. Cái lớp thứ hai này, đấy. Cái lớp thứ hai là lớp của mình là lớp có hình tam giác này, đó là lớp bậc gì đây? Lớp bậc gạch của mình đúng không? Lớp bậc gạch, đấy.
Rồi tiếp. Thì cái bậc gạch này của mình á, ý tưởng á là mình cũng tính cái lực tập trung của nó ra. Tính lực tập trung của nó ra nha. Sau đó mình quy theo chiều gì? Theo chiều nghiêng nha, nghiêng. Rồi bậc gạch á anh kêu lại G2 đi. Rồi. Bây giờ bậc gạch chỗ này nè. Bây giờ mình muốn tính được cái lực tập trung do tải trọng của bậc gạch á tác dụng lên bản thang mình á, thì mình sẽ lấy diện tích mình nhân cho gì? Diện tích mình nhân cho cái bề rộng đâm vô đúng không? Ban nãy có phải chỗ này nè, anh lấy h bậc nè, h bậc cộng l bậc nhân bề dày ra diện tích thằng này không? Hiểu cái này không? Hình này bây giờ hình ban nãy hình của mình, ban nãy hình mình nó như thế này nè, đúng không? Cái chỗ này là l bậc nè, chỗ này là gì? H bậc, có phải anh lấy h bậc cộng l bậc nhân chiều dày ra cái diện tích cái hình hình l này không? Đúng không? Nếu ký vậy là gì? Em trừ đi cái chỗ này chiều dài xíu, được không? Em cộng cái này thêm chiều dài xíu, nhưng mà chỗ này nó gần như bề dài đó trên lệch không có lớn, nên mình lấy sao ạ? À? Mình lấy phổ bì á, được không? Mình lấy phổ bì. Rồi tiếp đoạn này nha. G2 mình nè. Rồi với bây giờ cái diện tích của hình tam giác này á, nó là bằng 1/2 này. Diện tích tam giác là bằng 1/2 tích của hai cạnh, đúng không? Tích của hai cạnh, cạnh ngang này là l bậc này, cạnh đứng là gì? H bậc. Đâu? H bậc. Nhân tiếp cái gì đây? 1 mét. Đúng không? 1 mét đâm vô. Nhân tiếp theo gamma gì đây? Gamma 2 là gamma của gì? Gamma của gạch đúng không? Rồi chia. Chia gì? Chia L bậc chia gì bạn? Chia cos alpha đúng không? Một chỗ này á, L bậc và L bậc ở trên và ở dưới đều có đúng không? Thì mình làm sao? L bậc trên dưới đều có thì mình đơn giản đi. Hiểu này không? Hiểu đơn giản không em? Rồi bằng 1/2 nè, nhân cho H bậc, nhân cho 1 mét, nhân cho cos alpha và nhân cho gamma 2. Vậy ở đây đoạn này á, người ta sẽ gọi là này, người ta gọi là bề dày tương đương nha. Được. Bề dày tương đương 2 là bề dày tương đương của lớp bậc thang. Bề dày tương đương của phần bậc thang. Chúng không, chúng ta bỏ lớp là thùng dày nữa. Ồ, nên chúng 2 tỷ về quê luôn. Được. Chỗ chứ lúc đó nhiều khi mới xin. Được. Rồi, tiếp bài của mình nha. Anh mới nói là cái thái độ nó rất là quan trọng. Nếu mà ban đầu không nhận nha, được không? Thì ví dụ anh giới thiệu á, cancel luôn đi. Nhận đi làm rồi kêu là hôm nay qua, nó sáng hôm nay tin người ta kêu không phải. Được, nó coi chỉ ví dụ như tấn công giống như cỏ rác, không là gì các bạn. Thái độ em không được. Rồi, không phải anh nhắn tin đã xem mà không trả lời. Tức, đi chưa điện thoại đã chuẩn. Rồi, bài với ông nè. Cũng y chang cái cách tính ban nãy thôi, mình cũng tính gì? Lực tập trung đúng không? Xong mình chia đều ra. Rồi anh gọi hàng này G3 đi. G3. Rồi, bây giờ cái phần bản bê tông của mình á, cái trong phạm vi nha. Đấy. Trong phạm vi một cái bậc của mình nè. Trong phạm vi một cái bậc của mình á. Thì cái phần bản bê tông này nó là một cái hình gì đây? Một cái hình bình hành đúng không? Là một cái hình bình hành. Đấy. Vậy bây giờ á, diện tích hình bình hành bạn tính được không? Bằng gì? Hình bình thường chỉ là hình thang với bạn đó, đúng không? Đây lớn cùng đây bé nhân là gì? Chiều cao đúng không? Rồi đây lớn là gì? Đây lớn là cạnh này nè, là gì bạn? L bậc chia cho có alpha đúng không? Còn đáy nhỏ cũng là gì? L cộng L bậc chia cho lộn đáy nhỏ chia có alpha đúng không? Rồi chia mấy? Chia 2 đúng không? À, anh phải chia 2 dưới đây cho bạn dễ nhìn này. Chia 2. Sao một nhân cho gì? Nhân chiều cao. Chiều cao ở đây mình gọi là gì bạn? Hiểu này không? Cái hình bình hành, để anh viết, anh vẽ một vết đen này. Đây là cái hình bình hành màu đen của anh này. Đó hình là cái hình màu đen của anh đây này. Được không? Hai cạnh này hình bình hành thì hình bình hành chỉ là hình thang thôi, nhưng mà hai cạnh này song song bằng nhau. Được không? Rồi cái cạnh này bằng gì? Cái cạnh màu xanh này của anh bằng gì? Phải là chính bằng bề dày của chiều dày của lớp bê tông không? Được không? Anh gọi là H3 đi. H3 là bề dày của lớp bê tông.
lớp bê tông. Được chưa? Đấy. Rồi, mình nhân cho gamma 3. Gamma 3 chính là gamma bê tông của gamma vữa các bạn đó. Sau đó mình làm gì các bạn? Chia gì? Chia chiều nghiêng đúng không? Chia chiều nghiêng. Chia chiều nghiêng là bằng gì đây? Bằng L bậc chia cos alpha. Thì các em thấy chỗ này này, L bậc chia cos cộng L bậc chia cos là 2L bậc chia cos đúng không? Đúng không? 2L bậc chia cos. Mà 2L bậc chia cos á, mình chia cho 2 lại còn một mấy L bậc chia cos? 1L bậc chia cos. 1L bậc chia cos, 1L bậc cos. Thì nguyên lý cục này nó như thế nào ạ? À? Chỉ tiêu nhau hết chưa? Và nó chỉ kết quả gì còn lại là gì? H3. Thì các em thấy cái phần bản nghiêng á, tại chậm nó tính cũng giống như thế nào các em? Cũng giống như là khi mà mình đặt ngang như vậy thôi, đúng không? Y chang. Thì qua cái tải nằm ngang, tải nó vuông góc, tải nghiêng cái tải theo phương gì? Có là không đứng theo phương là phương nghiêng thôi, được chưa? Đó, đó là phần tính tải của bản thang. Ok, đợt này không? Đấy. Nó có ba dạng này thôi. Được. Đáp số thì nhanh lắm. Trong bài giảng qua nãy cũng cho sẵn những cái công thức tính rồi nè các bạn. Được không? Những công thức mà ban nãy anh này. Với trường hợp á, bạn là lớp gạch nè. Lớp gạch, lớp đá. Lớp gạch lát nha, lớp đá hoa cương hoặc là lớp vữa lót á thì mình công thức này. Được không? Đây là công thức tính nhiệt tương đương của gạch, đá hoa cương hoặc vữa lót. Còn trường hợp bậc thang á thì đây là công thức tính chiều dài tương đương, chiều dài tương đương nha của lớp bậc thang, đặc biệt là lớp bậc thang. Đấy. Còn trong trường hợp nếu mà bạn tính cái trường hợp là chiếu nghỉ á, chiếu nghỉ thì bạn chỉ lấy gì? Lấy gamma nhân cho chiều dài là được. Được không? Lấy gamma nhân chiều dài được. Đấy. Không phải quy về cái bề dày tương đương làm gì? Nhớ nha. Trường hợp này chỉ lấy gamma nhân bề dày được. Ok lần này không? Rồi, tiếp nha. Rồi, nói các bạn hiểu cái cách tính, hỏi bạn là hiểu cách tính bề dày tương đương không? Được. Nếu mà bạn không nhớ thì bạn mở trong đây ra có công thức nha. Được. Còn sau này bạn nhớ cái cách chứng minh rồi đó thì bạn tự chứng minh được không? Tự chứng minh được không? Chứng minh được. Được. Trường hợp này so với công thức chính võng bữa trước thì chứng minh còn dễ lắm đúng không ạ? À? Tính võng bữa trước thì nó mới khó. Được chưa? Rồi, tiếp bài của mình nè. Tiếp theo đó là phần của hoa tải nha, hoa tải. Hoa tải thì mình chỉ việc làm gì? Hoa tải mình chỉ việc làm mình tra bảng thôi được rồi, đúng không? Tra bảng. Nhưng mà lưu ý chỗ này nè, bạn để ở đây á, cái phần của mình nó có hai phần hoạt tải. Hai phần hoạt tải. Một phần á là hoạt tải lên bản thang nghiêng. Nhớ nha. Một phần là hoạt tải lên bản chiếu nghỉ. Rồi, phần hoạt tải chỗ này là khó để em nhanh vẽ ra. Hoạt tải mình có hai phần nha. Một phần á là hoạt tải theo phương bản nghiêng này. Hoạt tải theo phương bản nghiêng. Một phần á là hoạt tải theo phương là phương trước này nha, phương trước này. Rồi để ý này. Vậy hoạt tải đây khi mà bạn tra nha, khi bạn tra lưu ý. Công thức ở đây em cho nè, đó là giá trị hoạt tải nè. Giá trị hoạt tải bằng giá trị hoạt tải tiêu chuẩn nhân cho hệ số vượt tải thôi. Cái này dễ không? Cái này dễ đúng không? Nhưng mà lưu ý chỗ này nè, bây giờ bắt đầu nó khó nè. Ở đây khi mà con số bạn tra trong tiêu chuẩn 277 ra được không? Đấy. Cái phần bản chiếu nghỉ thì dễ rồi, đúng không? Bay ngang nó giống như cái sàn của mình thôi. Nhưng mà cái phần bản thang nghiêng này nơi khó này. Con số bạn tra trong 2737 á là con số theo phương nghiêng hay con số vuông góc này, vuông góc với trục thẳng. Bạn thấy ghi ra mình là d an newton trên mét vuông đúng không? Đúng không? Thì cho số trong 2737 của bạn đó cũng là như vậy nè, là không vuông góc này nè các bạn, được không? Đây là cái p của bạn này, được chưa? Vậy bây giờ mình phải quy về phương gì đây? Quy về phương nghiêng. Quy sao? Cách quy dễ lắm. Đây này, đây cả. Ví dụ đây anh gọi cái bậc thang, anh vẽ lại cái bậc thang của anh nha, vẽ nguyên cái bậc đi cho bạn nhé. Cạnh ngang á mình gọi là L bậc đúng không? Cạnh đứng mình gọi là gì? Cạnh đứng mình gọi là H bậc. Rồi mình quy á, cái này anh vẽ chấm là nó không có thực nha, để nó quy tải thôi. Đây, cái tải mình tra á là đang là tải nó không đứng như vậy nè các bạn. Không đứng như thế này. Rồi, mình gọi tải không đứng là mình gọi là
P. Được. Phải quy từ tải theo phương đứng á. Quy tải theo phương gì? Tải theo phương là phương phương nghiêng. Với cách quy này, mình lấy tải theo phương đứng này nhân bề rộng mà chứa tải theo phương đứng bằng tải theo phương xiên nhân bề rộng chứa tải theo phương xiên. Tải phương xiên là cái tải màu đen này. Phương trình của mình sẽ bằng này, tức là P đứng này, P nha, nhân cho L bậc này, P nhân L bậc, P nhân L bậc bằng P sin. P sin phải nhân cho cạnh sin thế này đúng không? Được không? Và cạnh sin này bằng gì? L chia cos, đúng không? Nhân L bậc chia cho cos an, cos alpha. Vậy từ đây P sin sẽ bằng gì? P sin thì bằng P L bậc L hai bên chia theo không? Nhân cho đây chính là cái công thức cạnh sin chính bản. Được không? Nên tổng tải trọng trên bản thang nghiêng á bằng tính tải trong hoa tải và nhân thêm hoa tải nhân theo gì? Nhân theo cốt alpha. Thì cái chỗ này anh dặn mặt cẩn thận chỗ này nè. Các em cẩn thận chỗ này nè. Các em học giờ còn học môn bê tông 3. Trước đây thì học bê tông 3 nhưng bây giờ chỉ còn là bê tông 2 thôi thì phải. Bỏ cái bê tông 3 rồi. Được không? Thì cái phần cầu thang á thường thường các em tra trong cái cuốn sách bê tông cốt thép kết cấu đặc biệt của thầy Võ Bá Tầm á, các em biết cuốn đó không? Biết cuốn đó không? Giờ này không biết cuốn đó nữa. Về mua ngay. Đứa nào không biết về mua ngay. Được không? Về mua ngay, mua cách. Được không? Sau này đọc tới này ra đọc. Được không? Tại vì các em mua á, các em đọc đừng đọc bản trên mạng. Bản trên mạng thầy nó đang thiếu chứ này. Bản trên mạng nó bị thiếu cái chữ cốt alpha này. Được không? Còn bản mua á thì nó có. Sau dưới là hàng giữa hàng kiểu như là hàng phất với lại hàng rêu các bạn. Được không? Để ý nha. Bản trên mạng thiếu cái này. Có phần tường chắn đất đấy nha, hiểu chưa không đấy. Cái cuốn tại vì bữa trước anh về anh dò anh in cái bản trên mạng ra thì anh thấy nó thiếu chỗ này, anh mua thì anh thấy nó không thiếu. Được không? Để ý cẩn thận nha. Rồi tiếp nha. Đấy rồi, hiểu cái tính tải trọng không? Rồi mở cái file tính của anh ra, mở file Excel của anh ra. Rồi, thì trong đây bạn thấy có hai cái bảng tính nè. Có hai cái bảng tính nha. Là một bảng á, là tải trọng tác dụng lên bản thang nghiêng, được không? Một bảng á, là tải trọng tác dụng lên bản chiếu nghỉ nha. Một bảng là bản chiếu nghỉ. Thì trong đây á, lưu ý nè, những ô màu xanh nha. Những ô màu xanh là những ô các bạn phải nhập. Nhớ nha. Những ô màu đỏ là ô kết quả nha. Ô màu đỏ là ô kết quả. Được chưa? Màu xanh là ô các bạn phải nhập. Màu đen anh cài hàm rồi. Rồi trường hợp đầu tiên này, trường hợp đầu tiên đấy là này. Rồi bây giờ trong trường hợp thường thường chung cư á thì cái lớp bậc thang đầu tiên bạn á thì bạn cứ coi như là lớp à lớp gạch ceramic đi. Hai thằng này bạn đều đổi cho thành gạch ceramic nha. Bạn sổ xuống bạn thấy chưa, bấm vô cái chữ chỗ vật, cái chữ vật liệu á, bạn thấy cái hàng đầu tiên á, bạn sổ xuống bạn thấy bạn chọn là đá xẻ, gạch đá mài hay đá hắc cương, được không? Tùy trường hợp bạn chọn. Hiểu ý này không? Lưu ý khi mà bạn làm đồ án, bạn tính phần cầu thang á, bạn phải vẽ được cái mặt cắt này nè. Nhớ nha, bạn phải vẽ được cái mặt cắt này. Được không? Lưu ý, vẽ được mặt cắt này. Mặt cắt này thực tế bạn không cần vẽ đâu. Bạn copy trong cái các file anh cho các bạn á, bạn sửa số là được rồi. Được không? Đừng có điên đi vẽ cái này làm chi nha. Rồi, gạch ceramic á, thì bây giờ anh giả sử gạch ceramic của anh là dày 10mm nha. Đó, tùy bài các bạn nha, 10mm. Và vữa xi măng á, anh để vữa ló lại dày 30. Xong chưa các bạn? Rồi. Được chưa? Thì bạn thấy cái chỗ này nè, cái chiều cao của bậc thang này, đấy, chiều cao của bậc thang và chiều dày của lớp bản bê tông cốt thép ạ. Thì ở đây á, chiều cao bậc thang và chiều dày lớp bản bê tông cốt thép á thì anh đã lên ở trên xuống rồi. Thấy không? Anh lên ở trên xuống cho các bạn rồi. Thì các bạn chỗ này bạn không cần gì ơi. Mình không cần phải mình không có cần phải nhập lại, được không? Mình chỉ nhập những con màu xanh thôi. Xong chưa? Rồi tiếp tục đoạn này nè. Bạn bấm vô cái chỗ hoạt tải cho anh bạn. Bấm vô hoạt tải. Anh có nói cho bạn là chỗ này nè. Hoạt tải có hai trường hợp á, là công trình bạn cả công trình chung cư á thì lấy bằng 3 kN trên 1 m². Nhớ nha.
Còn nếu công trình bạn là công trình thương mại á, hay là công trình công cộng á, như trường học nè, trung tâm thương mại nè, thì bạn phải lấy bằng 4, được không? Đấy. Nhưng nếu mà trường hợp là sân khấu, có bạn nào thiết kế sân khấu á, thì sẽ bằng 5. Nhớ nha, chung cư bằng 3, trung tâm thương mại bằng 4, sân khấu bằng 5. Tra 2737 nha. Không nhớ thì cứ tra 2737 ra, được chưa? Đồ án thì các bạn không làm sân khấu đâu. Chuột phải edit comment ông có nội. Hai lúa giờ này không biết làm Excel này nữa. Được không? Đấy. Excel giờ người ta lên tới lập trình rồi mấy ông không biết cái này nữa. Lớp tối qua vậy đó không biết kéo hàm á. Kéo hàm thì mình bấm đúp cái đấm đúp vô cái chỗ này nè. Là cái hàm nó nhảy rồi. Được không? Nó kéo rẹt, kéo mấy ngàn hàng đúng không bạn? Được không? Thấy nó kéo một hồi tức quá xuống chửi vô. Mình bấm đúp vô là nó nhảy hàm rồi. Hiểu không? Các em cài hàm cho hàng đầu tiên đó. Các em bấm đúp cho hàng đầu tiên bấm vô chỗ này nè. Đó nhảy hàm các bạn rồi. Nó cần làm gì nữa? Được chưa? Rồi, tiếp. Rồi bạn bấm vô cái chỗ hoạt tải giùm anh bạn, hoạt tải giùm anh. Bạn thấy chỗ này á, anh có lấy con số 1 mà anh nhân cho G4 của bạn đúng không? Đó, G4. G4 của bạn chính là gì đây? G4 như là cái cốt alpha của bạn đó. Thì chỗ này á, như ở đây anh thiết kế công trình gì đây? Công trình chung cư đúng không? Ở chỗ này bạn sửa sửa số mấy? Sửa là số 3. Hiểu này không? Mình phải sửa thành số 3. Tại vì hoạt tải chung cư là bằng nhiêu? Hoạt tải chung cư là bằng 3. Được chưa? Hoạt tải chung cư bằng 3. Rồi, xong chưa bạn? Đấy. Rồi để ý chỗ này nè, bạn cẩn thận ở đây nè. Con số này, lưu ý con số 9.98 ở đây á, đấy. Con số 9.98 ở đây nè, là anh mới cộng bao gồm là tĩnh tải và gì đây? Tĩnh tải và hoạt tải thôi đúng không? Đấy. Còn thiếu một cái tải nữa, đó là tải của lan can. Tải của lan can. Vậy tải của lan can bây giờ lưu ý này, tải của lan can anh cộng ở dưới đây bạn, mình thấy con số là 10.28 không? Thấy số 10.28 cái đó không? Đấy. Đó. Bạn thấy anh lấy này, anh lấy cái 9.98 này, anh cộng 30 á, chính là 30 chính là tải của đây. 30 chính là tải của lan can á, được, tải của lan can. Đấy. Vậy bây giờ tải của lan can á, nếu lan can xây tường mà tính được tải tường không? Nếu mà lan can xây tường thì bạn lấy gamma tường nè, nhân chiều cao tường. Vậy thôi. Hiểu không? Tuy nhiên bây giờ anh làm lan can của anh làm cái tường anh xây 1.5 m đi. Được không? Thì bạn lấy cái ma tường 20 là 15 mà nhân cho 1.5 m. Thì ra là cái tải của lan can. Thì cái đó chưa? Thường trường học dùng lan can mà. Rồi. Nhưng mà ví dụ nha, trong cái đề của anh cho bạn này. Trong đề mà anh cho bạn, đề này thì nó không dùng lan can xây tường mà dùng lan can gì đó bạn. Lan can thép, như vậy này là hệ thép. Được không? Thép tay vịn này, tay vịn có thể là bằng gỗ. Được không? Thép tay vịn bằng gỗ. Đấy. Rồi, vậy chỗ này nếu mà lan can thép á, tay vịn bằng gỗ thì với tiêu chuẩn Việt Nam nha. Đấy, với tiêu chuẩn Việt Nam. Đấy. Thì nó cho các bạn lấy bằng 30. 30 lưu ý, tải tiêu chuẩn lấy bằng 30, được không? 30. Tải lan can. Mà 30 á là đơn vị là 30 DA Newton nha. 30 DA Newton trên 1 mét vuông. Vậy nếu mà chỗ này mình đổi là kilo Newton trên 1 mét thì mình phải nhân bao nhiêu nữa? Bây giờ mình phải chia bao nhiêu? Phải chia cho 100. Được không? Từ DA Newton sang kilo Newton phải chia cho 100. Được. Mà ở chỗ này á, trong tiêu chuẩn Việt Nam, à quên, không mở này. Mình phải nhân thêm hệ số vượt tải đúng không? Vậy chỗ này nhân ra bao nhiêu đây? Tại sao 1.3 em? Cái này đâu phải hoạt tải. Em đang bị hiểu nhầm là hoạt tải. Bao nhiêu thì mình tra tiêu chuẩn này nha. Tra tiêu chuẩn này mình nói cho nó chính xác. 1.3 đúng rồi, nhưng mà 1.3 là trong trường hợp mà hoạt tải, cái này đâu phải hoạt tải đâu. Các em cứ nhớ, các em muốn nhân bao nhiêu các em cứ mở bảng số 1 này. Bảng số 1 của tiêu chuẩn Việt Nam 2737 nè. Được không? Theo các em bây giờ, cái này là tĩnh tải đúng không? Chắc chắn không phải thép, cũng không phải bê tông rồi. Được không? Nó rơi vào trường hợp này là các lớp hoàn thiện. Được không? Lan can mình rơi vào trường hợp các lớp hoàn thiện là tấm vỏ này, các vật liệu cuộn, các lớp phủ, lớp vỡ lót này, các vật liệu hoàn thiện của nhà mình. Thì lan can mình sẽ xét vào trường hợp là các vật liệu hoàn thiện. Được không? Và các vật liệu hoàn thiện á, nếu mà kem thực hiện tại công trường á thì kem lấy bằng 1.3, đúng, em lấy đúng, nếu mà làm công trường. Nhưng mà nếu ở trong nhà máy thì lấy bằng bao nhiêu? 1.2. Được không? Đấy. Vậy bây giờ theo bạn lan can mình làm ở đâu? Thép mình làm cho nhà máy sẵn rồi mà đúng không? Mình ra mà mình chỉ làm gì? Mình lắp thôi mà.
thì mình lấy nên mới bằng 1,2 nó sẽ chính xác hơn. Được không? Đấy, lấy 1,2 nó sẽ chính xác hơn. Còn ví dụ lấy 1,1 khi nào? 1,1 khi lan can, các bạn là lan can xây gì đây? Xây tường. Lan can xây tường sẽ là 1,1. Được không? Đấy. Mấy 1,3 khi nào? Mà có nhiều trường hợp á, cái gỗ á, gỗ nha, là bạn không làm trong nhà máy mà gỗ mang ra công trường đẽo. Hiểu không? Có nhiều trường hợp nha. Lan can làm nhiều cái nhà phố á, người ta làm lan can gỗ các bạn. Được không? Đẽo trực tiếp tại nhà luôn. Được không? Thì lúc đó nên nếu mà 1,3 nó cũng không bao nhiêu cả. Được không? Nhưng mà lấy nó cho nó chính xác cái tiêu chuẩn của mình thôi. Được không? Đấy. Trước đây mình từng bài cho nó xong rồi. Rồi, tiếp để ý này. Nhớ chỗ này mình phải nhân cho 1.2 nữa, có gì thiếu. 1.2 nhân vô. Rồi, thì cái tải lan can trung bình đó nó khoảng 10. 10 hoặc hơn 10 tí. 10 hoặc hơn 10 tí. Được chưa? Thì sau này khi mà bạn đi tính toán là cầu thang á, thì cái tải của cầu thang bạn khỏi tính cũng được. Bạn lấy 10 kiloton trên mét bạn tính luôn. Được không? Tại vì trung bình bạn tính nó cũng khoảng đó à. Nó cũng không hơn bao nhiêu đó bạn. Được không? Hiểu ý này không? Thay vì ngồi lập bản tính á, thì mình tính ngay cũng được. Mình lấy mình mô hình sơ sơ để mình kiểm tra cái cầu thang của mình. Rồi. Tiếp bài của mình nha. Tiếp bài của mình. Bây giờ xong phần tải trọng rồi. Bây giờ tới cái phần gần như là phần quan trọng nhất trong cầu thang mình. Đó là bây giờ các em đi chọn sơ đồ tính cầu thang. Em chọn sơ đồ tính nào. Chọn sơ đồ tính cầu thang. Thì ở đây anh sẽ đưa một số trường hợp ra nha. Một số trường hợp có thể gặp nha. Được không? Rồi anh sẽ nói cái cách chọn sau. Trường hợp thứ nhất để nè. Trường hợp thứ nhất là bạn chọn sơ đồ là sơ đồ tĩnh định. Sơ đồ tĩnh định nha. Là sơ đồ một đầu gối cố định. Nhớ nha. Và một đầu gối di động. Được không? Sơ đồ này nếu bạn nào đã đi rừng cũng đi coi bảo vệ đồ án, sơ đồ này phổ biến. Rất nhiều anh em làm sơ đồ này. Vậy thì sơ đồ này nó có ưu điểm gì? Sơ đồ này sẽ cho các bạn moment dương lớn nhất. Nhớ nha. Sơ đồ này sẽ cho bạn moment dương lớn nhất. Được chưa? Đấy. Nếu mà cho moment lớn nhất là sẽ như thế nào bạn? Thiên về an toàn nhất. Được không? Đấy. Sơ đồ thứ nhất là sơ đồ. Đấy, anh đang nói các sơ đồ có thể xảy ra nha. Được không? Một tí mình sẽ nói cho bạn cách chọn sơ đồ. Đấy. Hợp lý thôi nha bạn. Chính xác thì không thể chính xác 100% đâu. Tại vì cái cầu thang còn thuộc thi công nữa cơ. Thuộc thi công của bạn nữa. Xong chưa? Rồi, tiếp đoạn này nha. Sơ đồ này sẽ cho bạn moment lớn nhất, nó sẽ thiên về an toàn nhất. Nhưng mà sơ đồ này nó có một cái như vậy nè. Cái gối bên phải này nó như thế nào đây? Nó trượt tự do luôn đúng không ạ? Được không? Trượt tự do. Vậy thì chỗ này á, cái cầu thang bạn hiểu, cái cầu thang gác lên hai gối. Hai gối chính là hai cái gì của mình á? Hai cái dầm của mình á. Một cái là dầm trước nghỉ, một bên là dầm trước nghỉ, bên này dầm trước gì? Chứ tới. Mà chỗ này để nó trượt ngang được á thì cái dầm nó trượt qua trượt lại, trượt qua trượt lại. Mà bạn đi cầu thang á, có khi nào cầu thang bạn trượt qua trượt lại không? Trượt qua trượt lại sao dám đi nữa đúng không bạn? Thì sơ đồ là thiên về an toàn, nhưng mà sơ đồ này á khó xảy ra trong trường hợp làm việc thực tế. Được không? Khó xảy ra trong trường hợp làm việc thực tế. Được chưa? Đó. Nó có ưu và nó cũng có nhược nha. Và tí mình sẽ nói cho sơ đồ nào. Sơ đồ này á nó sẽ phù hợp khi nào? Phù hợp khi công trình của bạn á, với cầu thang của bạn nha, với cầu thang của bạn á, là khi mà xảy ra sự cố cháy nổ đi, thì cầu thang của bạn là cái vị trí mà thoát hiểm duy nhất đúng không? Cầu thang bộ á. Được không? Đó đâu đi thang máy được tại vì cúp điện rồi. Được không? Cháy nổ là cúp điện rồi. Được không? Mình sẽ đi thang bộ. Mà khi mà xảy ra sự cố cháy nổ á, thì lúc đó là số lượng người đi cầu thang sẽ tăng lên đột biến đúng không? Được không? Tăng lên đột biến. Và lúc đó tải của bạn á, nó không phải là tải tĩnh mà nó sẽ hình thành tải động. Đúng không? Đúng, đấy. Thì sơ đồ này có thể nha, có thể xảy ra khi công trình của bạn xảy ra sự cố thôi. Được không? Còn nếu mà làm việc thực tế thì gần như là chưa bao giờ đạt được sơ đồ này. Được không? Chưa đạt tới sơ đồ này được. Được không? Thì sơ đồ thứ hai là sơ đồ hai đầu gối cố định nha. Lưu ý, các bạn đừng nói, các bạn hay gọi là sơ đồ hai đầu khớp nhưng không phải. Mình gọi là sơ đồ hai đầu gối cố định hay là một gối cố định, một gối di động thì đúng hơn. Sơ đồ hai đầu gối cố định. Sơ đồ này á, đấy, sơ đồ này á thì nó sẽ không cho bạn moment dương lớn. Nhưng mà để trong sơ đồ này bạn thấy nó có một cái gì đây? Nó có hình thành một cái moment ở đoạn gãy. Được không? Đoạn gãy cầu thang cái này nè.
Được. Thì sơ đồ này á là sẽ là sơ đồ cho bạn cái mô men đoạn gãy lớn nhất ngay đây. Mô đoạn gãy lớn nhất. Được. Và sơ đồ này sẽ là sơ đồ hợp lý về thực tế hơn. Sơ đồ này sẽ là sơ đồ hợp lý về thực tế hơn. Được không? Đấy. Hợp lý về thực tế hơn. Thực tế là việc bình thường á, làm việc ở trạng thái bình thường á thì nó sẽ hợp lý về sơ đồ này hơn. Rồi, xong chưa? Rồi, tiếp nha. Đấy. Xong chưa bạn? Rồi, nhưng mà sơ đồ này nó có nhược điểm gì? Nói nhược điểm sơ đồ này luôn đi. Khi cái sơ đồ này á, các em để ý này. Ở cái gối tựa này các em á, nếu các em chọn là sơ đồ gối di động á, thì cái gối tựa các em không có phải lực ngang, đúng không? Mà các em chọn sơ đồ này á, thì ở gối tựa nó có phải lực ngang không? Có phải lực như vậy nè. Như thế này, đẩy của em qua. Mà nếu mà có phải lực ngang á thì cái dầm các em á, thay vì cái dầm các em uốn thẳng đứng như vậy này thì cái dầm sẽ bị sao? Uốn ngang, đúng không? Gọi là uốn ngoài mặt phẳng á. Được không? Uốn ngoài mặt phẳng. Được chưa? Thì lúc đó các em phải kiểm tra gì? Kiểm tra uốn ngoài mặt phẳng. Được chưa? Phải kiểm tra uốn ngoài mặt phẳng đó. Được chưa? Đấy. Rồi. Sơ đồ thứ ba có thể xảy ra. Sơ đồ này sơ đồ khá là lý tưởng, đó là sơ đồ hai đầu ngang. Hai đầu ngang. Sơ đồ hai đầu ngang. Sơ đồ hai đầu ngàm. Sơ đồ này sẽ cho mình cứ nhớ này, sơ đồ ngàm thì luôn luôn cho bạn cái moment âm ở gối lớn lớn nhất. Sơ đồ ngàm cho bạn moment âm của gối lớn nhất. Được chưa? Đấy. Và sơ đồ này á nó sẽ phù hợp khi nào? Sơ đồ sẽ phù hợp khi nào? Sơ đồ này rất khó để thi công. Tại vì nếu mà ngàm nó phải là cứng tuyệt đối, đúng không ạ? Cứng tuyệt đối. Sơ đồ này có thể chỉ xảy ra khi nào? Xảy ra khi cái cầu thang bạn gác lên vách đấy, gác lên vách, vách cứng á, được không? Gác chắc chỉ lên vách cứng luôn. Và lúc đó cầu thang và vách phải thi công đổ toàn khối, hoặc là bạn phải neo thép chờ trước, nhớ nha, neo thép chờ trước, được không? Để bạn đạt tới liên kết ngàm, thì lúc đó có thể nha, có thể liên kết giữa cầu thang và vách cứng của bạn có thể đạt tới liên kết là liên kết. Yeah. Hiểu cái này không? Để anh giải thích cái câu hỏi đó các bạn hơi khó. Ví dụ cái vách cứng của anh đây, vách cứng của anh đây, cái phần cầu thang là phần bên này vẽ màu đen. Rồi, thì thường thường bạn thấy như vậy này, khi thi công á là người ta thi công vách trước, đúng không ạ? Sau đó người ta làm gì? Người ta làm thế này, người ta liên kết cái cầu thang vô cái vách cứng của mình. Neo sao? Phần cấy, đúng không? Phân cấy dùng phụ gia như là Sika hoặc là Ramset phân cấy vô, đúng không? Và phân cấy thì bắt đầu hiểu phân cấy không? Phân cấy vô, phân cấy vậy thôi. Rồi trường hợp nào nữa, có cách nào ngoài cách phân cấy? Thép chờ. Vậy thì bây giờ thép chờ thì nó có công dụng, nó có cái ưu điểm và nhược điểm gì? Thép chờ thì mình nó chi phí nó rẻ, đúng không? Chi phí nó rẻ. Nhưng mà thép chờ nó có một cái là nếu mà thép chờ như này nè, nếu mà bạn hỏi bạn dùng quán khuôn phủ phim đi, được không? Thì thép chờ này á thì lúc này mình phải làm như vậy nè, mình vẽ dịch xuống đây xíu nha, mình phải làm như vậy nè, đó là mình đặt cái thép chờ xong mình vẽ xuống đây như vậy nè, hiểu chỗ này không? Mình vẽ xuống đây á, khi mà bạn thi công đổ bê tông á thì cái lai bắn khuôn bạn lắp ngoài này, đúng không? Bạn thi công xong bạn làm gì? Bạn đục cái phần ngoài, đục cái da bê tông rồi đó. Hoặc là bạn để một miếng xốp ngay đây nè. Hiểu cái này không? Để miếng xốp ngay đây. Bạn đục miếng xốp ra, bạn bẻ được cái thép vào. Hiểu chưa? Hiểu được cái này không? Nghĩa là mình đặt cái miếng xốp nhỏ nhỏ đây nè. Nhỏ thôi. Được không? Đục miếng xốp nhỏ đó. Được. Đục miếng xốp ra thì mình kéo được cái thép ra ngoài thôi. Ý tưởng là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình làm trường hợp thép chờ á, thì lúc này á, cái lớp bê tông á, đấy, cái lớp bê tông của lớp bê tông bảo vệ của cái thép ở trong này, cái thép của vách á mình phải lấy lớn hơn, tại thép vách bây giờ nó nằm lọt vô bên trong rồi nè, thép của vách mình á nó nằm lọt vô bên trong thì phải lấy lớp bê tông bảo vệ của này sao bự hơn nữa, được hơn thì thép chờ hoàn toàn được nha, hoàn toàn được. Còn khoan cấy thì dễ rồi nha, khoan cấy thì dễ hiểu rồi.
Nhưng mà khi bạn phân cái bạn phải test cái mẫu lại. Test cái mẫu lại, được không? Nhưng bây giờ bạn test mẫu rồi, có hai liên kết này. Nếu mà liên kết là liên kết ngàm này và liên kết là liên kết gối. Liên kết ngàm này bạn á, bạn phải test với một cái lực khác. Liên kết gối bạn test với lực khác. Bây giờ nói liên kết ngàm chắc chắn là cứng hơn đúng không? Thì cái lực mà test của liên kết ngàm á, nó sẽ lớn hơn lực cái lực test của liên kết gì đây? Liên kết khớp. Hiểu không? Đấy. Nên thường thường á, vắt thì nó vẫn có thể chọn liên kết ngàm được, đúng không? Nhưng phải đảm bảo một điều kiện. Nếu mà thi công á, bạn không khoan cái thì bạn phải làm gì? Bạn để thép, chờ vô trước, được không? Chờ vô trước được. Và khi đổ cái phần bê tông, đổ cái phần bê tông của cái bản thang á, thì mình phải xử lý cái bề mặt đó, hiểu không? Xử lý phần bề mặt giao giữa bê tông cũ và bê tông gì? Bê tông mới á, thì mới có thể đạt tới liên kết là gì? Liên ngàm được, được không? Nhưng là cái trường hợp này có thể xảy ra được nếu mà cầu thang của bạn nằm trong vắt. Nằm trong vắt thì được nha, nằm trong vắt thì được. Nhưng mà phải lưu ý, phải xử lý cái bề mặt. Quan trọng là chỗ xử lý bề mặt á. Xử lý được thì có thể lên đạt tới liên kết là liên kết ngàm. Trường hợp này có thể xảy ra được nha, có thể xảy ra được. Nhưng mà nó khó nha, khó đạt. Không phải không thể đạt được, không phải là bất khả thi, nhưng mà khó đạt thôi. Rồi, tiếp bài của mình nha. Rồi vậy bây giờ để ý nè. Đây là các bạn anh so sánh cái nội lực nè, anh so sánh nội lực nha, so sánh nội lực giữa các trường hợp nha. Giữa các trường hợp. Đây. Bạn để ý anh trường hợp đầu tiên nè, trường hợp hai một đầu gối một đầu gối di động nè. Trường hợp thứ hai là trường hợp hai đầu ngàm này. Và trường hợp thứ ba á, đấy, trường hợp thứ ba là trường hợp sơ đồ hai đầu gối cố định. Anh xét moment ở một số vị trí đâu như là vị trí gối này. Anh mình có ba vị trí là vị trí A này, vị trí B là vị trí ngay đoạn gãy của mình. Ngay đoạn gãy của mình. Vị trí C ấy, là vị trí bên đầu bên phải này. Vậy thì bây giờ thấy cái sơ đồ không phải là sơ đồ một gối cố định, một gối di động quan á, nó sẽ cho anh moment dương lớn nhất là khoảng là 24.79, được không? Còn cái sơ đồ hai đầu ngàm này, hai đầu ngàm bạn thấy nó cho á, cái moment này, moment âm, moment lớn nhất á, là nằm ở moment ở vị trí gì đây? Vị trí A đúng không? A là vị trí gối bên trái này, A là gối bên trái đây, được không? Lớn nhất là khoảng là -9, được không? -9. Rồi sơ đồ hai đầu gối cố định á, hai đầu gối cố định nha, thì hai đầu này chắc chắn là moment bằng mấy rồi? Moment bằng không đúng không? Bằng không. Và sơ đồ hai đầu gối cố định này nó cho bạn moment lớn nhất là nằm ở vị trí 8.45 á, là vị trí gì đây? Vị trí B đúng không? Như anh ngó lộn á, cái này phải qua đây mới đúng này. Cái này phải ở bên âm ở bên B mới đúng. Được không? B mới đúng. Tại B là ngay gì đây? Ngay đoạn gãy mà đúng không? Rồi cái anh ngó lộn một cái cột chỗ này chút xíu nha. Được không? Này qua đây với thằng này mới đúng nè. Được chưa? Rồi. Vậy bạn thấy cái này, tất cả những sơ đồ này bạn thấy là rằng á, cái sơ đồ moment lớn nhất luôn luôn là sơ đồ gì đây? Một gối cố định, một gối gì? Động được. Bây giờ chỗ này có hai cách tính. Nếu mà bạn chọn cái cách mà nó hợp lý về điều kiện làm việc thực tế thì các bạn nên chọn sơ đồ này. Nên sơ đồ này. Được không? Nhưng nếu mà trong trường hợp á mà bạn tính thiên về an toàn á thì bạn chọn sơ đồ là một đầu gối cố định và đầu gối gì? Di động. Được không? Thì có nhiều anh em người ta làm như thế này nè, người ta làm như thế này. Đó là nó tính cả ba sơ đồ. Được không? Tính cả ba sơ đồ. Trong ba sơ đồ bạn thấy ba sơ đồ này á, mỗi sơ đồ cho một cái moment lớn nhất tại một vị trí đúng không? Như là sơ đồ tĩnh định á thì sơ đồ moment dương lớn nhất. Sơ đồ ngàm á thì moment âm lớn nhất ở gối. Sơ đồ hai đầu gối cố định á thì moment âm lớn nhất ở đâu đây? Ở đoạn gãy đúng không? Đấy. Nó tính ba sơ đồ. Và sao? Nó lấy cái moment lớn nhất tại từng vị trí trong từng sơ đồ á, nó tính thép. Được không? Vậy bạn tính như vậy thì bom nổ nó cũng chưa chắc nó sập. Được không? Tại vì tất cả mọi trường hợp đều sao? Đều thỏa. Tất cả mọi trường hợp đều thỏa. Được không? Đấy. Nhưng mà bạn tính như vậy á, thì người ta sẽ nói bạn tính như sao? Nó bị dư. Nhưng mà thường thường á, là trong đồ trong cái công trình bạn á, cái cầu thang á, nếu mà mình xét cái tỷ trọng thép của nó nha, so với thép cột, thép dầm và thép sàn á, thì thép cầu thang nó rất là ít. Được không? Ví dụ những cái cấu kiện trong bài mình này, như là móng nha, móng, cột, dầm, sàn, cầu thang, bể nước đây, thì cầu thang là cái thằng chiếm tỷ trọng thép ít nhất. Được không? Nên mình thiết kế nó dư thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến gì, nhiều đến cái chỉ tiêu kinh tế của bài mình. Hiểu ý của mình không? Nghĩa là thường thép chiếm thép dư á, cái tỷ trọng thép của nó rất là ít. Thường thường á là khi mà mình xét chỉ tiêu kinh tế là mình sẽ xét giữa cái trọng lượng thép trên một khối bê tông á,
trọng lượng thép nha, trên một khối bê tông thì thường thường cầu thang nó khá là ít. Rồi bây giờ mình áp dụng cho bài của mình chọn trường hợp tính cho bạn coi nè. Mình lấy một vài bài ra mình làm ví dụ cho bạn coi nha, được không? Rồi ví dụ như bài của mình nè. Bây giờ bài mình đây, cái bảng thang của anh á, một đầu gác lên dầm chiều tới, một đầu gác lên dầm gì đây? Dầm chiều nghỉ đúng không? Rồi bây giờ á, cái chiều cao bảng thang của anh á, chiều dây bảng thang của anh nha, chiều dây bảng thang của anh, bảng thang sơ bộ là bao nhiêu nhỉ? Như vậy là thang sơ bộ là bằng 140mm đúng không? Rồi chiều cao dầm thang của anh á, chiều cao dầm thang của anh này, là anh làm dầm là dầm 200-300 được không? Vậy bây giờ mà làm sao mình biết thằng này chọn liên kết là liên kết khớp hay là liên kết ngàm các bạn? Thì bạn còn nhớ chưa, mình sàn á là mình dựa trên tỷ lệ gì? Nhớ tỷ lệ gì? H gì? H dầm là chia cho H của sàn đúng không? H dầm giá sàn. Nếu mà H dầm giá sàn mà lớn hơn, lớn mấy? Lớn 3 được không? Thì sẽ là liên kết gì? Ngàm. Đủ chưa? Anh hỏi cái điều kiện lớn 3 được chưa? Móc này thấy chưa đủ rồi đúng không? Thiếu một điều kiện nữa là điều kiện gì? Thi công toàn khối. Thi công độ toàn khối thì may ra mới là ngàm. Được không? Thi công độ toàn khối may ra mới là ngàm được. Phải thỏa cả hai điều kiện. Được không? Thường thường sàn, sàn nhà với dầm của bạn đó, thường được thi công là thi công độ toàn khối đúng không? Độ toàn khối, được chưa? Mà cầu thang là sao? Chưa chắc độ toàn khối. Được. Có trường hợp để thép chờ, được không? Để thép chờ. Có trường hợp khoan cấy, được không? Khoan cấy. Khoan cấy á, như nói khoan cấy vẫn phải đạt ngàm được, vẫn phải đạt ngàm được, nhưng mà nó khó đạt các bạn. Khó đạt nha, mà không đạt được. Rồi khoan cấy nếu để đạt ngàm được á, thì bạn phải tính toán dựa trên cái chiều dài khoan cấy của nó, đúng nhỉ? Chiều dài khoan cấy của nó và cái phụ gia bạn sử dụng nó mà test cái móng của mình nha. Test cái móng, thường thường anh thấy ít khi nào cầu thang mà khoan cấy, ít giờ cầu thang khoan cấy lắm, tại vì khoan cấy cầu thang nó tốn tiền. Khoan cấy á, anh thấy khoan cấy nhiều nhất là gặp là thép sàn hầm. Thép sàn hầm mà mình khoan vào tường vây á thì có, còn khoan cấy cầu thang thì mình thấy ít. Rồi vậy bây giờ với bài của mình này đấy, với bài của mình này, chiều cao dầm là 300, chiều dài bản thang là 140. Vậy nếu mà mình lấy tỷ lệ h dầm chia cho h sàn á, chắc chắn là như nào? Lớn mấy? Chắc chắn là nhỏ hơn, nhỏ hơn 3 đúng không? Đấy, nhỏ hơn 3. Vậy chỗ này á, mình có khả năng chọn liên kết ngàm được không? Có khả năng chọn ngàm được không? Có khả năng ngàm được không? Nhỏ hơn 3 đúng không? Không thể chọn ngàm được. Vậy chọn liên kết gì? Khớp nó sẽ hợp lý hơn. Rồi, đúng, cái khớp sẽ hợp lý hơn. Vậy bây giờ bắt đầu khớp, bây giờ bắt đầu mắc cái này. Bây giờ liên kết khớp nó có hai trường hợp. Đây, có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là sơ đồ 2 gì đây? 2 đầu mối cố định đúng không? Được. Sơ đồ thứ hai là sơ đồ gì? Một gối cố định và một gối gì? Một gối gì? Đi học và sơ đồ tính định. Được. Giờ chọn sơ đồ nào? Bây giờ chọn sơ đồ nào? Bây giờ ví dụ đi, nếu mà bạn thiên về an toàn á, được, thiên về an toàn với cầu thang, bạn là cái cầu thang là lối thoát hiểm duy nhất khi mà công trình mình xảy ra sự cố á, nếu mà thiên về an toàn thì chọn sơ đồ trên hay sơ đồ dưới an toàn phải chọn sơ đồ dưới chứ, sơ đồ dưới là mô men lớn hơn mà, sơ đồ dưới là sơ đồ tính định á, sơ đồ dưới là sơ đồ một gối cố định một gối di động á, ra mô men lớn hơn mà, được không? Đây coi lại cái hình nè, sơ đồ kem sơ đồ một đối được một gối di động ra mô men dương lớn hơn mà, được chưa? Rồi vậy nếu mà trong trường hợp các em thiên về an toàn, các em chọn là một gối cố định một gối di động nha, thì bây giờ hỏi rằng là cái gối cố định á, các em đặt ở vị trí dầm chiếu tới ở đây hay là các em đặt ở vị trí dầm chiếu nghỉ? Chỗ nào? Bây giờ nhìn nè, nếu mà thằng nào á muốn đặt có khả năng nha, đạt tới gối di động nó phải trượt, có khả năng trượt nghe, trượt qua trượt lại. Vậy bây giờ giữa dầm chiếu nghỉ và dầm chiếu tới này, dầm chiếu tới một bên trái thì nó có sàn của sàn chiếu tới, được, bên phải á thì nó có sàn là sàn bản
bàn thang đúng không? Sàn bàn thang. Vậy dùng dưới tới này có chạy qua chạy lại không? Các bạn còn nhớ bữa trước á, cái này mình nhớ bữa trước anh dạy bạn phần mềm xếp á, giữa hai cái dầm cùng là 300-600 nhớ không? Cái dầm pin và dầm giữa nó khác nhau không? Dầm pin á thì moment rất là nhỏ, tính nhìn về liên kết gì khớp cho nó xoắn vô trong đúng không? Nó xoắn vô trong. Còn cái dầm giữa hai bên kẹp sàn vô thì nó có tiến về khớp được không? Không được đúng không? Giữa dầm 300-600 bài bữa trước mình nhớ là mình nhắc lại thôi được. Vậy nếu mà chỗ này á mà chọn liên kết một đầu gối cố định, một đầu gối di động á, thì gối cố định thường thường mình chọn ở vị trí nào đây? Vị trí dầm chiếu tới nha, dầm chiếu tới. Còn gối di động á thường thường mình chọn ở vị trí dầm gì? Dầm chiếu nghỉ, được không? Đấy, dầm chiếu nghỉ. Tại vì dầm chiếu nghỉ á nó chỉ có sàn mấy bên đây, chỉ có sàn một bên được không? Thì chỗ này nó không thể trượt ngang được. Đấy. Vậy để ý nè, nếu bạn nào tính ra sơ đồ này nha, sơ đồ này sẽ thiên về an toàn, nhưng mà nói đó, sơ đồ này sẽ thiên về an toàn khi cầu thang bạn xảy ra sẽ sự cố thì mới có thể đặt tới sơ đồ này. Yeah. Cầu thang mà phải là xảy ra sự cố thì mới có thể đặt cái sơ đồ này được không? Còn làm việc bình thường bây giờ bạn thử đi bộ cầu thang xuống đi, làm sao mà cầu thang trượt qua trượt lại được? Hiểu cái này không? Không thể trượt qua trượt lại. Bây giờ sơ đồ là chỉ hợp lý như nó đó, hợp lý khi các bạn làm gì? Cầu thang bạn là xảy ra sự cố, cháy nổ gì đó, được không? Cái tải trọng tăng lên đột biến, được không? Thì bạn thiết kế sơ đồ này để làm gì? Để thiên về an toàn. Ngay lúc đó tải tăng lên đột biến đúng không? Cầu thang bạn có thể phá hoại nhưng mà nó không gì, không sập được đâu. Hiểu không? Chấp nhận là cái cầu thang trượt qua trượt lại luôn, không sập lỗ. Hiểu chưa? Đấy. Đó là bạn phản biện cho trường hợp này. Rồi anh hỏi chút nào chút xíu này. À, có câu hỏi thì anh hỏi với bạn sinh viên. Giờ anh không thích, anh chơi ngược đời tí xíu. Anh đảo cố định lên đây, được không? Anh đảo di động xuống đây. Vậy cái hai cái này giống nhau. Đừng có tính sơ đồ này nha, nhưng mà cái câu này cái câu hỏi của anh thôi. Được, đừng có điên về nhà tính sơ đồ này nhá. Giống nhau. Ở những đồng chí 10 trăm sức bền. Hai sơ đồ này giống nhau hay khác nhau? Giống nhau hay khác nhau? Giống nhau, vậy thôi. Được, tại sao giống nhau? Tại sao? Tại sao biết động lực giống nhau? Tại sao biết động lực giống nhau? Bạn nào rơi vào hội đồng xét sơ đồ nha, xét sơ đồ làm việc thực tế thì sẽ là sơ đồ này, được không? Sơ đồ hai đầu gối gì đây? Hai đầu gối cố, hai đầu gối cố định sẽ đúng thực tế hơn. Được. Vậy ở đây á sẽ giải, anh sẽ giải cầu thang bằng hai phương pháp luôn, cũng giống như sàn á. Là trường hợp thứ nhất á là anh giải bằng mô hình hóa 2D. Được, mô hình hóa 2D giống như là phương pháp treo bản đơn trước các bạn. Trường hợp thứ hai ấy là sẽ mô hình gì? Mô hình 3D. Được, 3D. Được, bằng phương pháp phần cứng hạn luôn. Để mình kiểm tra lại gì? Kiểm tra lại kết quả của mình. Được, kiểm lại kết quả của mình. Hoặc nó giống nhau hay là nó khác nhau. Được, giống nhau hay khác nhau. Rồi, tiếp bài mình nha. Rồi, bây giờ các bạn mở phần mềm SAP ra dùm ăn các bạn. Bạn mở phần mềm SAP ra dùm ăn. Rồi. Đầu tiên nha, đầu tiên á thì ở bên góc phải màn hình nha. Các bên góc phải màn hình. Các bạn chọn dùm anh hệ đơn vị thì bạn nhớ dùm anh á là chọn hệ đơn vị là kN/m nha. kN/m. Được không? Thì cần chọn một lần thôi. Chọn một lần thì từ lần sau mình không cần chọn lại nữa, được không? kN/m. Xong nhớ bạn. Đấy. Rồi, các bạn vào file này. File nha. Các bạn chọn cho là new model. File new model. Xong chưa? Mở lâu à? Chưa lên nữa. À, new model đó bạn. Đúng rồi. Kêu tên mét. Mét. Biết mét cái gì một tí, biết mét giờ. Đó. Đó là kêu tên mét, đọc chọn centimet. Ujin. Rồi tiếp nha. Nó hơi lâu tí, nhưng mà vô trong nó cũng nhanh thôi. Rồi, ở đây mình chọn lựa chọn số 3 nha. Là mình tạo mô hình đó từ một cái cài đặt mặc định luôn. Được, từ một cái cài mặc định đi. Ở đây cái số 2 bạn đang chọn là tạo mô hình từ một cái file có sẵn á. Nhưng sau này á, ví dụ các bạn có một cái file mẫu sẵn rồi, bạn new model từ đó ra thì bạn sẽ có được vật liệu, có được tiết diện từ cái file đó luôn. Được không? Sau này mình làm phần sau mình sẽ thấy nha. Ở đây á thì mình chọn lựa chọn số 3 là mô hình từ một cái cài đặt mặc định.
Và đây cài đặt mặc định của mình á, hệ đơn vị mặc định nha, thì anh sẽ để là hệ kilonewton-mét. Kilonewton-mét. Và cái vật liệu mặc định á thì anh sẽ để theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việt Nam tiêu chuẩn Việt Nam vật liệu thôi mấy ông nội, không thiết kế Việt Nam đâu, đừng có mừng. Được không? Đấy, rồi, chọn cho là beam. Chọn cho là beam. Xong chưa? Rồi, đầu tiên để nè. Bây giờ anh sẽ làm cái bài toán á là dầm trong mô hình 2D trước, được không? Thực tế cái mô hình 2D là các em tính tay cũng được. Nhưng mà các em dùng sáp các em tính cho lẹ. Thấy không? Các em dùng sáp các em tính cho lẹ, tính tay chỉ nó mệt, được không? Đấy. Rồi, vậy bây giờ cái dầm này của anh nè. Đầu tiên á, number of span là số nhịp. Số nhịp. Và bây giờ cái dầm này có hai nhịp này. Cái nhịp thứ nhất là nhịp phần nghiêng. Phần thứ hai là nhịp phần ngang, đúng không? Được không? Và chỗ này anh sẽ nhập là number of span là 2 nha, 2 mét. Xong chưa? Rồi. Với bài của anh này, tổng nhịp đó là 4m65 đúng không? 4m65. Mà hai phần, phần bản nghiêng của anh á, để chỗ này, phần bản nghiêng chỗ này là 3m6. Phần bản chiếu nghỉ chỗ này bao nhiêu đây? Là 1m05. Các em cẩn thận chỗ này nè. Các em thấy anh đo tới phần bê tông đúng không? Đo phần bê tông. Ví dụ nha, ví dụ một số bạn á, cái bậc cuối cùng này là các em không làm như anh. Chỗ này anh vẽ như vậy á, đoạn hiểu bậc cuối cùng là anh xây gạch. Hiểu không? Anh xây gạch. Nhưng mà một số bạn á, các bạn làm như vậy nè. Hát enter, K enter. Máy xe này nó lắc đi ra. Đây nè. Tôi sắp từ từ. Máy của mình không biết sao mà mỗi lần mình bấm vô lệnh hét á, nó lắc. Chắc nó đòi tiền nữa bạn. Vậy hả? Vậy hả? Vậy chắc không phải do tiền rồi. Nếu mà trường hợp bạn đổ bê tông chỗ này luôn, được không? Thì bạn đo tới mép ngay đây thôi nè. Được không? Mình coi như cái này một cái gối luôn. Được không? Mình đo tới mép ngay đây là ok. Được chưa? Còn trường hợp anh vẽ như thế này nè, là ý tưởng của anh á, là anh chỉ đổ bê tông phần dưới thôi. Còn phần này anh làm gì? Là anh xây gạch. Được không? Anh xây gạch. Nhà anh đo tới mép trong này là 3m6 và 1m05. Vậy chỗ này anh sẽ để là 3m6. Rồi, xong chưa? Rồi các bạn bấm vào đây nè. Bạn bấm vào View Custom Rig Spacing and Location nè. Bạn bấm vào View Custom Rig Spacing and Location, xong chưa? Các bạn bấm cho anh là Edit Rig nha. Edit Rig. Được chưa? Edit. Xong chưa? Rồi, ở chỗ mà Display Rig S á, các bạn chọn nhân là Spacing. Nó có hai chức năng á, là chức năng Ordinate và chức năng Spacing. Chức năng Ordinate để dùng bạn dùng là bạn thêm lưới, thêm hoặc bớt lưới trong trong mô hình á, thì bạn chọn là Ordinate, được không? Còn lại á, thì bạn để chức năng là Spacing. Spacing là chức năng để hiệu chỉnh chiều dài của nhịp nha, hiệu chỉnh chiều dài nhịp. Xong chưa bạn? Spacing. Rồi, ở đây á gồm hai nhịp là nhịp thứ nhất là 3m6 và nhịp thứ hai là 1m05. Thì các em nhịp chỗ này là 3.6 và 1.05. Các em lưu ý, có một số bạn á nó không phải là dấu chấm mà một số bạn á là dấu phẩy, thì bạn nhập là 3 phẩy. Nếu bạn là dấu phẩy. Được chưa? Rồi sau khi các em nhập và các em bấm lại, bấm vô ô đó một cái để cho nhận số đã. Rồi, ok. Đúng rồi, dưới 1.05. Rồi, hiểu không? Khi các em nhập 1.05 cái này xong nè, các em bấm vô ô này một cái để cho nó nhận số. Hiểu không? Được chưa bạn? Đấy. Rồi. Các em nhìn cái góc bên phải này, các em thấy cái dấu mực có cái là hai on read line và glue to read line không? Thấy không? Các em bấm vô glue to read line á. Nếu mà các em không bấm vô glue to read line á thì khi mà nó nhảy á, cái hệ lưới nó nhảy mà cái dầm nó không nhảy. Hiểu không? Hệ lưới ban đầu mình khởi tạo là hai lưới đều là 3m6 đúng không ạ? Được không? Nếu mà bạn không bấm vô glue to read line cái này nè thì cái lưới bạn nó sẽ nhảy đúng cái thước mình chỉnh là 3m6 và 1.05. Nhưng mà cái dầm á thì nó vẫn là gì? 3m6. Hiểu này không? Cẩn thận đoạn này nhá. Đấy, cẩn thận. Rồi, ok. Được không? Xong chưa? Ok. Rồi, bạn mở cho anh mặt phẳng XZ nha. Mặt phẳng XZ. Thường thường á là bên trái mình để cửa sổ XZ và bên phải mình để cửa sổ là 3D. Xong chưa bạn? Bạn muốn rê mô hình á thì bạn đè con lan chuột này, đè lan chuột nha. Được không? Và bạn rê. Đè lan chuột và rê.
xong chưa? Rồi bây giờ này, ở chỗ này nè, bây giờ cái cầu thang của mình á, nó là một phần đi nghiêng lên như thế này đúng không? Một phần đi ngang qua. Nhưng mà bây giờ anh đang mô hình là chỗ này nó đang là như thế nào đây? Bằng hết đúng không? Thì để ý này, anh quét chọn từ trái qua phải nha, từ trái qua phải nè, trái phải, quét làm sao bao được hai cái gối, hai gối nha, cái phần trước nghỉ và hai cái nút này luôn dùm anh, cái cả hai cái nút này dùm anh nha, được chưa? Đấy. Rồi kịp không bạn? Các bạn vào menu edit, menu edit, các bạn chọn như mình á là move, phím tắt của nó là phím Ctrl M các bạn, move edit move, xong chưa? Ctrl M nhá, Ctrl M. Rồi bây giờ anh hiểu như vậy nè, nếu mà trong CAD á, anh vẽ như vậy nè, anh vẽ hai đường line nha, anh vẽ một đường line thứ nhất như thế này, ngang ra như vậy nhá, đường line thứ hai vẽ là ngang này, này hai đường line riêng biệt đúng không? Nhưng mà khi anh dùng lệnh chết á, anh quét này, anh quét cái đầu bên này thôi, anh kéo lên nó thì thành cái phần nghiêng của anh không? Hiểu 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 ý tưởng chỗ này không? Được không? Và chỗ này á, ở chỗ này bạn nhập vô delta x, delta y hay delta z đây? Mình kéo lên là sao phương là phương z đúng không? Phương z, vậy phương z delta z mình nhập vào bao nhiêu? Chiều cao tầng là bao nhiêu mét nhỉ? 3.6, vậy cầu thang mình là cầu thang 2 vế thì mỗi vế là 1.8. Nè, 1.8. Hiểu chỗ này không bạn? Đi. Nhưng mà ví dụ như 3.6, nhưng mà bạn làm 21 bậc đi. 21 bậc thì có thể là hai vế nó như thế nào bạn? Hai vế nó khác nhau á. Được không? Hai vế nó khác nhau. Nếu mà trường hợp số bậc bạn là số bậc lẻ. Được chưa? Được chưa các bạn? Rồi, ok. Xong chưa? Được không? Các bạn muốn để này, các bạn muốn tắt cái lưới chỗ này này, tắt lưới đi nha, thì bạn bấm Ctrl D. Ctrl D. Hoặc là các bạn vào này, hoặc là bạn vào view. View bạn thấy chữ solid này. Được không? Solid là cái lệnh để tắt ẩn hay lưới của bạn đi á. Bạn thấy có chữ Ctrl D không? Thấy có Ctrl D chưa? Được chưa? Bấm vào view solid rồi. Ctrl D tắt rồi đấy. Được chưa? Máy nhà nào đến nào? Cái máy sửa phải. Lưới từ lưng còn giống như phải không nhỉ? Rồi tiếp nè. Sao nó rồi anh từ từ em bấm vô cho nó nhận nha. Bấm đi, bấm vô cái rồi, ok. Ok. Đúng không? Với lại một cái là như vậy em chưa bấm glow to read line á. Chứ phải lại đi, phải đi. Em phải bấm trước, em phải bấm trước hiểu không? Thấy. Em chỉ cái này 36 lần đi, em biết được 36 lần đi. 36. Bấm được, bấm được lại. Rồi, ok. Rồi, yeah. Em nhớ như phải lại. Em biết là. Em sẽ bị bấm. Và nào. Rồi, bấm được cái. Rồi, là ok rồi nha. Rồi, ok. Ok. Chắc nó nhảy cái chân rồi. Cái thanh này ban đầu của em chỉnh được 36 rồi. Dạ. Cái này nó không ăn đúng lưới của em rồi. Cái này nó không ăn lưới từ giờ em kéo lưới nó cũng không nhảy thằng này. Thằng này nhưng mà 36. Nó không ăn với lưới của mình nữa. Dẫn đây nó trường hợp này thì nó không có ăn. Được rồi. 36 rồi. Chỉnh dùm anh thôi. Nó có gì mà ok nha. Bây giờ có cách như vậy nè. Không phải ngoài, phải này. Vào edit này. Mua
Rồi bây giờ mình nhập chế độ không cho anh. Chỗ này em nhìn cho nó là 3.6 chứ không nào. Chỗ này không? Rồi cái này, nếu mà mình kéo ngược chiều cái này lại đúng không? Cái này nó chuẩn. Rồi. Lúc ấy cái này nó hay bị đít ra ngoài lắm, mở 2-3 cửa sổ một lúc đấy các bạn. Rồi tiếp nha. Đấy. Bây giờ chỗ này nè, ở đây á, trong trường hợp á, ở đây anh sẽ mô hình cho bạn đấy nè. Anh mô hình cho bạn 3 sơ đồ luôn. Là sơ đồ một đầu gối cố định, một đầu gối di động. Được không? Sơ đồ thứ hai á, đó là sơ đồ hai đầu gối cố định. Và sơ đồ thứ ba là sơ đồ hai đầu ngàm. Được không? Hai đầu ngàm. Đấy. Rồi. Bây giờ chỗ này nó đâu có liên kết đâu đúng không bạn? Thì mình phải làm gì? Thì bỏ cái liên kết ở ngay đây đi. Được không? Bỏ liên kết ở ngay đây đi. Bằng cách là mình quét chọn này. Được không? Quét chọn cái liên kết ngay đây. Được không? Đấy. Các bạn vào menu Assign này. Vào menu Assign. Các bạn chọn là Join. Được không? Và bạn chọn cho là Retrain. Được không? Assign Join Retrain. Xong chưa? Đấy. Rồi. Các bạn chọn cho cái thứ tư này. No Retrain. Cái thứ tư. Cái dấu chấm đen đen á. Xong chưa các bạn? Rồi, apply. Ok đoạn này chưa? Có nghĩa là mô hình mình đã xong rồi các bạn. Rồi, rồi sao lại có những mất chứ các bạn. Sao em? Trời ơi, chuẩn giết lại coi. Còn chuẩn giết. Ông nó bấm một trái thôi. Đấy, bấm nhiều nó mất luôn hình đúng rồi. Rồi. Dạng này là các em không lưu trong đường dẫn chứa tiếng Việt có dấu nha. Nhắc lại lần nữa, không được lưu trong đường dẫn chứa tiếng Việt có dấu. Cái này cầu thang, lưu cầu thang đi. Cầu thang 2D. 2D là mình mô hình nó giống như một cái dầm các bạn. Được không? Như cái dầm thôi. Rồi, tiếp nha. Được, tiếp. Rồi để bây giờ mình sẽ đi gắn tải trọng đúng không? Đi gắn tải trọng. Đấy. Và trước khi gắn tải trọng mình phải chưa gắn tải trọng mình phải gắn tích diện chứ đã. Được không? Thì các bạn vào menu Define này. Define. Chọn dùm nó là Material Property. Material Property. Xong chưa các bạn? Rồi. Các bạn bấm cho nó là Add New Material này. Add New Material. Được không? Rồi. Ở mục Region á, thì các bạn chọn cho là tiêu chuẩn Việt Nam. Được không? Tiêu chuẩn Việt Nam. Thấy chưa đó chưa? Việt Nam. Ở cái loại vật liệu á, thì bạn định nghĩa ra đó. Vật liệu là vật liệu bê tông. Concrete. Được chưa? Concrete. Rồi, standard là mình chọn là TCVN 55-12. Và bê tông chọn bê tông là bê tông B30. Hiểu cái này không bạn? Được chưa? Đấy. Thì bây giờ mình định nghĩ vật liệu nó nhanh hơn không? Được. Thực tế trước đây vẫn nhanh đó, chẳng qua bạn không biết làm thôi. Trước đây nó chưa có Việt Nam á, nhưng mà nó chưa có tiền của Nga. Tiền Nga. Đây nè. Cái này đừng bấm này, để anh bấm nha. Tiền Nga này, thằng nào giờ hết mới biết chữ này chữ Nga, tiền nước Nga đúng không? Nga không cần biết cái này thì còn gì, cái bài nó đọc không được thì thôi. Đây nó cũng có B30 giống như bạn không? Cái này không? Nghe nó vẫn có, nhưng mà mình không biết thôi. Hiểu chưa? Đấy. Cái này là viết tắt của chữ SNP á, SNIP, SNP nha, SNP 63 1330 á, 2012. Nó tương đương với 5574-2018 của mình. Tương đương nha. Tương đương là... Rồi Việt Nam có thì xài Việt Nam đi nha. Bê tông B30. Được chưa? Ok đoạn này chưa? B30 bấm lộn nha. Rồi ok nha. Rồi ok. Cái này các em không định nghĩa thép nha. Được không? Sau này khi mà vô tới phần phần y táp á, thì mình sẽ nhớ mình nghĩa thép. Xong chưa? Rồi ok. Rồi tiếp theo bây giờ đi định nghĩa tiết diện nè. Ở đây mình đang làm bài toán cầu thang 2D. Được. Như là mình sẽ tính toán cầu thang giống như là một cái dầm thôi. Được không? Cái dầm. Mà bạn nhớ là cầu thang mình sẽ xét bề rộng là bề rộng 1 mét đúng không? Bề rộng 1 mét. Bây giờ
Vậy mình vào menu Define này. Mình vào menu Define. Đúng chưa? Define. Chọn là Section Property. Đó, Section Property. Ok này không? Và chọn là gì đây? Frame Section. Mình tính giống như cái dầm. Dầm thì nào? Frame thôi. Được chưa? Rồi. Mình lựa chọn là gì đây? Lựa chọn là Add New Property. Chọn ra nó là tiêu chuẩn gì đây? Cái lộn nhầm. Chọn loại vật liệu là bê tông, concrete. Xong chưa? Chọn hình chữ nhật. Được không? Hình chữ nhật rất tàng. Rồi. Tiếp theo mình ghi tên đi. Là nhận bản thang nha. Bản thang. Bản thang. Dày 1.4. Vậy đây chiều cao các bạn để ra là 0.14. Và bề rộng mà để ra là 1 mét ạ. 1 mét. Chiều cao là 0.14. Bề rộng 1 mét. Xong chưa? Các em cẩn thận chỗ này nhá. Kết quả là dấu chấm một số bạn là dấu phẩy á. Được không? Còn bây giờ không phải mình coi chừng á là chỗ mấy đứa là không dấu. Mấy đứa là dấu phẩy á mà mấy đứa nhập 0.14 á. Nó ra chiều cao bản thang là 14 mét á. Được không? Hồi trời hồi là tải nó bị sai. Cẩn thận nha. Đấy. Thường các bạn là mới cài win thì anh thấy mặc định là dấu phẩy. Thường thường là vậy. Rồi, bê tông mình đổi thành bê tông B30. Bê tông B30. Xong chưa? Rồi, ok. Bây giờ định nghĩa rất là nhanh thôi. Rồi tiếp theo mình đi gắn tiết diện nè. Gắn tiết diện nha. Rồi, các bạn quét chọn hai cái thanh này. Quét chọn hai thanh. Cả phần chiếu nghỉ và cả phần bản nghiêng. Xong chưa các bạn? Rồi, các bạn vào menu Assign này. Assign. Các bạn chọn như mình đó là frame nha. Frame. Và các bạn chọn như mình là gì đây? Frame section. Hiểu ý này không? Frame section. Được chưa? Đấy. Và ở đây á, ngoài cách á, là vào size frame, frame section á, bạn thấy ngoài màn hình của anh này, thấy cái hình này á, cái hình chữ Y này, nó giống cái chỗ mà frame section mình không? Các bạn có hình chỗ này giống như của anh không? Nếu mà không hình chỗ này giống như của anh á, thì bạn nói này, bạn bấm chuột phải lên cái chỗ màu trắng trắng, chỗ này trên này này. Bạn thấy cái chữ size line không? Thấy chữ size line chưa? Được không? Bạn click vô size line thì bạn thấy hiện lên cái hình này không? Được không? Bấm vào chữ Y chỗ này là ra các bạn size frame section. Được không? Hoặc là bạn không biết, bạn cứ nhớ là Assign Frame Function. Assign là cái menu để gắn. Được không? Gắn tiết diện hay gắn tải trọng đều vào menu này. Xong chưa? Rồi. Tiếp này, chỗ này các em chọn ra là bản thang 100 1.4. Được không? Các em bấm gì đây? Các em bấm Apply Close. Xong chưa? Xong chưa bạn? Đấy. Apply là gì? Apply là thực hiện lệnh mà không thoát khỏi cửa sổ. Được không? Ok là thực hiện lệnh và thoát khỏi cửa sổ. Close là gì? Đóng cửa sổ lại. Được không? Đấy. Xong đoạn này chưa? Rồi tiếp nha. Bây giờ á, như mà nãy nói các bạn á, là chỗ này á, bây giờ mình phải đi gán tải. Gán tải trọng đúng không? Gán tải trọng. Thì nhớ giùm anh này, là trong file tính Excel của anh á, thì trong file tính này, anh đã kể đến trọng lượng bản thân của gì đây? Của bản bê tông cốt thép chưa? Anh kể chưa? Anh kể rồi đúng không? Anh kể trọng lượng bản thân cốt thép rồi. Vậy vô mô hình á, chỗ này nè, mình phải trừ đi gì? Trừ đi trọng lượng bản thân của bản bê tông. Được không? Đấy. Nhớ nha. Khi mình tính cho cái file của anh á, ở số này nè, mình đã cộng cái trọng lượng bản thân của gì đây? Của lớp bê tông cốt thép vào rồi đúng không? Đấy. Thì vô mô hình mình phải trừ ra. Không nhớ dư nha. Rồi. Để gắn tải thì bước đầu tiên giống như phần mềm xếp của mình á, đó là mình vào menu Define nha. Define. Chọn giùm anh á là Load Pattern. Load Pattern. Xong chưa? Cái này gọi là bước gì còn nhớ không? Định nghĩa gì? Định... Ai chả biết. Định nghĩa cái loại tải trọng. Tổ hợp. Tổ hợp là Load Combination. Được chưa? Đấy. Ở đây mình đã gộp chung tính tải và tải chung đúng không? Thì mình gọi chung là tải trọng đi. Tải trọng cầu thang chung thôi. Tại vì mình đã gọi chung hai thằng tính tải và tải chung với nhau rồi. Xong chưa? Rồi. Ở đây nhớ này, bạn còn nhớ hệ số Sideway Multiplier là gì không? Là hệ số kể đến gì? Trọng lượng bản thân. Nếu mà để 1 á, nó sẽ lấy 1 nhân trọng lượng bản thân của. Ví dụ ở đây này, cái tấm của mình á, các bạn đang định nghĩa là bề dày của nó là 0.14 đúng không? Bề rộng nó là bao nhiêu? 1 mét. Thì nếu mà bạn để bằng 1 nha, thì nó sẽ tính như vậy này.
g bản thân của tấm á, đối lộn của dầm nhất bằng 1 nhân cho 0,14 nhân cho 1 và nhân cho 25. Hiểu được cái này không? Bây giờ nhưng mà cái tải bản thân này mình tính chưa? Mình tính rồi đúng không? Với chỗ này bây giờ số xe quê mình phải để bằng không, nhớ nhá. Trong lượng bản thân mình đã tính trong phần mềm Excel rồi, được không? Thì chỗ này phải để bằng không. Rất cẩn thận chỗ này nha các em, rất cẩn thận. Xem chưa? Rồi, tới đây các bạn bấm vào là add new load button nha. Add new load button. Xem chưa? Add new load button. Xem chưa? Đấy. Rồi cái date này mình làm gì? À xóa đi. Không xài xóa đi để nó đỡ bị lộn. Được chưa? Rồi, ok. Các bạn làm kịp đoạn này không? Kịp không? Tiếp nha. Rồi bây giờ mình đi gắn tải nè. Rồi, tải của bản thang hay là tải của bản chữ nghỉ đều có dạng là tải phân bố theo phương nghiêng. Được không? Phương nghiêng. Rồi, mình chọn thằng phương nghiêng trước nè. Đấy nha. Chọn phương nghiêng trước. Xong chưa các bạn? Đấy. Rồi, các bạn vào menu ở size. Được, vào menu ở size. Xong chưa? Rồi, các bạn chọn cho là gì đây? Frame load và chọn cho là distribute. Cái tải là tải phân bố nha. Tải phân bố xong chưa? Phân bố. Rồi, ok. Rồi, ở đây á, ở mục load button các bạn chọn cho là trường hợp là trường hợp tải trọng. Tải trọng. Xong chưa? Rồi, ở đây để ý nè. Mình tải là tải dạng tải phân bố đều đúng không? Phân bố đều. Tải phân bố đều trên phần bản thang nghiêng của nó là 10.34, được không? Vậy chỗ này á, ở đây á, anh sẽ nhập uniform load là bao nhiêu? 10.34. Được không? Đây có ba sự lựa chọn còn nhớ không? Add là gì? Thêm vào. Replace là nó thay thế những cái tải đã có. Và xóa là xóa toàn bộ luôn, được không? Apply. Xong chưa các em? Bây giờ số đầu tiên chưa? Rồi, xong chưa? Thì các em thấy á, có nhiều trường hợp á là cái bài các em á, cái tải trọng này nó không có cái mũi tên như vậy. Được không? Không có mũi tên. Là do chỗ này nè. Nếu mà cái tải trọng em không mũi tên á, thì do chỗ này á, các em đang để chế độ đồ họa, các em đang để là DirectX á. Các em muốn chỉnh lại, các em vào Option này. Option. Các bạn chọn dùm mình á, đó là Graphic Mode này. Các bạn thấy có hai sự lựa chọn á. Đó là Classical Blue và DirectX hay chỗ đó không? Được không ạ? Nếu mà bạn để Classical Blue á, thì như là của anh nè, thì nó khá là nặng. Nhưng mà cái hình nó ra đẹp hơn tí. Được không? Còn nếu mà để DirectX á, thì nó sẽ không được đẹp lắm. Được không? Nó không được đẹp lắm thôi, được không? Nhưng mà nó nhẹ hơn, nó có ưu điểm nhiều kiểu vết. Hiểu chưa? Đấy. Bạn để đây đó thì bạn thấy cái hình của bạn nó không ra mũi tên đúng không? Đấy. Thôi cái nào cũng được nha. Thì nhiều khi mình chỉnh thành standard ra, chỉnh thành classical á để mình chụp hình. Xong rồi mình lại chuyển thành đây đó mình xài. Hiểu chưa? Đấy. À. Rồi, tiếp theo á cái tải của phần bản chữ nghỉ này, giá trị là 8.72. Thì mình quét chọn bản chữ nghỉ nha. Giá trị là 8.72. Apply. Xong chưa? Đấy. Đó, rồi, coi như là bài mình đã xong. Được không? Đấy. Nhanh không? Nhanh đúng không? Rồi bây giờ là như anh nói ban nãy là bây giờ anh sẽ làm 3 sơ đồ cho bạn coi luôn. Sơ đồ thứ nhất là sơ đồ 2 đầu ngàm. Sơ đồ thứ hai là sơ đồ 2 đầu gối cố định. Và sơ đồ thứ ba là sơ đồ 1 gối cố định và 1 gối gì? 1 gối động. Bây giờ anh sẽ sao chép cái bài này, anh sao chép thêm 2 bài nữa. Nếu như anh thấy bài này anh sẽ sao chép thêm bài 2 bài nữa. Thì anh quét chọn cái bài anh vừa làm xong này. Bao gồm tất cả nha. Cả bản nghiêng, bản chữ nghỉ, cả gối tựa luôn. Xong chưa các bạn? Đấy. Anh sao chép thêm 2 bài nữa. Các bạn vào menu Edit nè. Lưu ý trong đó thì thường thường bạn chỉ cần làm một trường hợp thôi là đủ rồi. Nhớ nha. Ở đây anh làm nhiều trường hợp á để anh đi so sánh thôi. Sai. Edit nè. Replicate nha. Phím tắt là Control gì đây? R. Bạn thấy cái phím tắt của phần mềm SAP 2000 á thì nó cũng gần giống phím tắt của phần mềm ITAP không? Đúng không? Đấy. Lộn SAP chứ, mình chỉ học ITAP mà đúng không? Mình chỉ học ITAP lộn SAP. Replicate. Rồi. Ở mục Line chỗ này nè, đấy. Thì số đối tượng mình sẽ copy thêm 2 đối tượng nữa. 2 đối tượng. Và DZ á mình thử nhập là 3 nha. 3 nè. 3 mét á, nghĩa là mình copy theo phương đứng. Được không? 3 mét. Ok. Rồi, các bạn copy được thêm 2 hình nữa chưa? Được chưa?
Biết chọn, còn chung R. Rồi, number để mà muốn bây giờ có một đối tượng rồi, bây giờ muốn ra ba hình nhập number mấy? Tào Lao nó hợp 2 đồng đội. Rồi, đi Z thành địa 3. Đi Z á, đi Z đi nè. Ừ. Ok. Rồi, tiếp nha. Cài chi xong nữa hả em? Rồi, xin anh chị một bay vậy xét bao nhiêu nhỉ? 20 đúng không ta? Mất 1 ngày, 1 ngày. Lâu rồi đúng không? Vậy mấy đứa chắc tính giờ chắc chừng... Rồi tiếp nè, đấy. Rồi bây giờ hang này mình phải ghét lại hai đầu gối gì đây? Hai đầu gối cố định đúng không? Đấy. Thế anh quyết chọn cái đầu gối bên phải nha. Quyết chọn đầu gối bên phải. Được không? Đấy. Mình vào assign này. Được không? Chọn là joy. Được. Mình chọn là gì đây? Chọn là gì? Rechain. Được. Assign joy rechain. Mà mình gắn liên kết gì đây? Liên kết gối cố định nha. Apply. Rồi, cái đầu trên này hai mình gắn hai đầu gì đây? Hai đầu liên kết nghe không nhé các bạn, được, anh quay lại quét chọn hai đầu này, được, và anh chọn liên kết nghe, lặp lại, rồi xong chưa? Đi, cái liên kết lại gì bên cái, sửa không. Rồi tiếp bây giờ mình chỉ việc chạy nội lực thôi là xong. Thì trước khi chạy nội lực nó có cái việc như vậy nè. Bây giờ mình hãy chỉnh cái số lượng mặt cắt của nó xuất nội lực. Được không? Tại vì nếu mà mình để ít mặt cắt quá thì khi xuất nội lực ra thì nó sẽ không thành đường cong mà nó sẽ thành đường thẳng luôn. Được không? Thì mình học môn phần tử hữu hạn rồi đúng không? Nếu mà số phần tử mình chia nhỏ ít quá thì cái đường moment nó sẽ thành đường thẳng. Được không? Đấy. Rồi, vậy mình quét chọn những cái dòng của mình nha. Quét chọn những cái dòng của mình. Các bạn vào menu Assign này. Assign. Các bạn chọn như mình đó là Frame. Assign Frame. Và các bạn chọn như mình đó là Output Station. Được không? Assign Frame. Output Station. Xong chưa? Output Station. Rồi, ở chỗ mục mà Minimum Maximum Number of Station thấy chưa đó không? Đấy, bạn chỉnh khoảng chừng 10, 15 thì là được rồi. 15 là ok, là đừng chỉnh nhiều quá nó xuất nhiều nặng các bạn. Xong chưa? Đấy. Rồi. Ok. Chỉnh khoảng 15 hoặc 20 cũng được. Nếu mà cái dòng bạn già nha, chỉnh khi bạn thấy ra mô hình đẹp là được rồi.
xong chưa? Rồi tiếp nè, bây giờ bạn bấm nè, bấm ở ngay dưới, bạn bấm F5 nha, bấm F5 hoặc bên bên phải cái ổ khóa, các bạn thấy có một cái dấu giống như cái nút nút play của bạn á, được không? Bấm chạy, bấm run nào. Rồi xong chưa? Kem chạy xong mà kem thấy cái ổ khóa đấy nè, kem bấm nút chạy, kem chạy xong kem thấy cái ổ khóa nó tự động nó khóa lại là chạy xong rồi. Không phải đâu, cái này là warning, là cảnh báo á. Đây nè, khi mà kem chạy là đây nè, để đừng có chạy đoạn này nha, nó cảnh báo không phải là lỗi đâu, là do như cái này nè. Là khi kem chạy trong trường hợp này nó có trường hợp model rồi nè. Rồi, model nó chạy cái dạng dao động á. Và khi chạy dạng dao động á mà bạn ấy kem khai cái sideway bằng 0 á thì nó sẽ cảnh báo là nguy hiểm. Hiểu không? Nghĩa là nó coi chừng, nghĩa là em hãy coi chừng, nếu mà coi chừng làm sai. Thì như từ cái bản 22 cái chỗ này nè, nó có một cái là show message after run này. Được không? Cái này là gì vậy? Nếu mà coi lỗi hay là warning á thì nó sẽ cảnh báo các em. Hiểu không? Nhưng mà một là error thì em thấy sợ, còn warning thì chưa chắc sai. Hiểu không? Đấy nha. Warning thì chưa chắc nha. Đâu mà error đây này, hoặc là nếu em thích em để là only if error nè, được không? Thì nó sẽ sai nó mới ấy. Ví dụ bây giờ sai như thế nào? Sai như trường hợp ví dụ như bây giờ bạn quên gắn liên kết đi, được không? Thì nó sẽ kêu mày sai rồi, được không? Để gắn liên kết lại đi, được không? Còn nếu mà warning á thì một vài trường hợp nó chưa phải là lỗi, chưa phải là lỗi nha, được không? Thì nó vẫn là, nó vẫn, nó chỉ là cảnh báo thôi, được không? Đấy, hiểu chỗ này không bạn? Ví dụ như là như anh nãy đó, mình chỉnh bằng không, nó cảnh báo bạn. Các bạn có lộn không? Hiểu chưa? Đấy, cảnh báo rồi. Chỗ này là bạn để hai này, nếu mà bạn sợ thì bạn chỉnh hai này, bạn chỉnh hai cái chỗ à, model và date á, bạn chọn là run, do not run case này, được không? Run now này, được không? Nó tích lộn cho model lại, được không? Đâu cảnh báo gì nữa. Ủa? Bị lag các bạn. Của anh hiện độ võng, tại vì của anh nó hiện là default shape tải trọng, đúng không? Còn mặt là dead thì nó không có tải, sao nó có cong xuống được, đúng không? Rồi bây giờ để tiếp nha. Bây giờ này, bây giờ mình sẽ đi coi chuyển vị nha, mình đi coi chuyển vị. Rồi. Các bạn vào menu display này, display, xong chưa? Rồi các bạn chọn cho anh á là show gì đây? Show forecast, được không? Show forecast và chọn là gì đây? Đó là frame, à, frame. À, xin có chuyển vị lộn, xin lỗi, cái này có nội lực rồi. Có chuyển vị là show default shape thôi nha bạn. Yeah. Display bạn làm lại anh xíu, show display, show default shape, sao không? À, phím tắt là phím F6 bạn. Phím F6 không? Được không ạ? Hoặc là bạn bấm vào cái hình này này. Bạn thấy cái hình cái nhà nó nghiêng á, nó giống cái hình bên này không? Giống cái hình nghe con chuột của anh là thấy hình giống hình này không? Không, thì nhiều cách. Display show default shape cũng được, bấm F6 cũng được, hay bấm trực tiếp lên cái hình này cũng được, cái nào cũng được nha. Xong chưa? Rồi, show default shape. Rồi trường hợp là trường hợp gì đây? Tải trọng đúng không? Tải trọng. Rồi, apply nè. Rồi bây giờ các em thấy nó võng xuống chưa? Các em thấy nó võng xuống chưa? Đấy. Bây giờ các em muốn bật, các em muốn bật dao động á, dao động của cái dầm nha. Các em bấm vào start animation này, trước khi bấm thì tắt loa giùm cái. Đó, đây nhìn nè, nhìn cái bài của anh này. Các em thấy trường hợp thứ ba á, trường hợp thứ ba cái gỗ kem nó chạy luôn đúng không? Thì anh nói cái trường hợp này á, nếu mà thực tế có thể đạt tới không? Thực tế là làm việc thực tế bình thường á, rất khó đạt tới đúng không? Nhưng mà trường hợp này nó thiên về an toàn, tại vì trường hợp này trong bạn moment sao? Moment bức nhất. Anh ơi, mai
thoải không thấy được thì ok thôi. Sao ơi? Cái máy mới. Mua máy mới. Mua máy mới. Nó nói chơi vậy thôi chứ. Bấm vậy nè. Bấm này thấy không? Bấm này. Ở đây nè. Ở đây nha. Bấm thêm dùng một hai cái nữa. Enter. Thế đây giờ. Đây nè. Bấm tab á. Bấm tab đi. Tab. Rồi, tạm nữa, tạm từ từ, đúng từ từ thôi, bấm từ từ này, con bấm nè. Sao lại dư nhỏ? Dân chút. Ờ, cái đây nè. Dân chừng hai cái nữa, enter. Đó, thì ra này không? Thấy không? Còn không thì mua cái máy mới. Mua ra ngoài kia. Không biết. Còn cái này, nếu mà mình scale lại hình hình thì không anh. Sao em? Nếu mà mình scale lại hình hình thì cái độ phân giải em đang để là bao nhiêu? Nếu mà đồ phân giải em để cao nhất rồi thì thua. Nếu mà đồ phân giải em để cao nhất rồi thì thua. Em coi đồ phân giải á, coi là em để bao nhiêu đấy. Đồ phân giải bên này em phải bao nhiêu? Cao nhất rồi thua rồi. Cao nhất không nhận được. Con chạy cao nhất mà ông nhận là thua. Cái bấm nước bấm táp á, đây nè, chỉ cho nè, bấm táp mò mò thôi. Rồi dừng cho sát đi, cho sát đi. Rồi F6 lại, rồi bấm táp đi. Bấm táp thôi. F6 rồi bấm táp đi. Táp á. Đó, bấm từ từ thôi. Từ gái rồi, bấm tới. Bấm táp từ gái, rồi tâm tâm nữa. Chọn cái lot skill combo nên là tạch chậu ra. Rồi bấm đi. Nè, đây tôi em muốn tác thì tới ngoài đi. Rồi, rồi bấm thêm 3 cái nữa. Thêm 3 cái nữa. 2, 3, enter. Tới ngoài rồi, phải F6 lại nữa đi. Trong khi cái chỗ này một số bài nên là chỗ này đặt cái này đi. Rồi, bấm đi. Rồi, tới đây nè. Bấm 1, 2 nữa. 2, enter. Bây giờ ôi khó vậy luôn quá trời. Không đi mua cái màn hình mới. Ôi em lấy về nhét cái TV về em lên. Ừ. Mắc cái TV lên, ừ được mà. Đó, nỗ lực nha. Xem nỗ lực bằng vào menu display nè. Display. Được. Chọn human á là show forecast này, show forecast. Xong chưa? Và bạn chọn human á là frame capable tendon. Thấy chỗ đó chưa? Frame capable tendon. Rồi, bạn chọn case component, bạn chọn cho trường hợp tải trọng, được không? Và ở đây á, mình xem moment thì mình xem moment bao nhiêu đây? Moment 33. Đi. Có hai sự là field diagram và gì đây? Field diagram và serve value, đúng không? Thì mình chọn là serve value đi, apply. Đó. Mà đấy bây giờ nó chia nhiều vị trí không? Chia nhiều vị trí không? Rồi để đây anh giải thích chỗ này tại sao là M33 nha. Tại sao là M33? Để nha. Trước đây anh giải thích cho các bạn cái chiều moment của phần tử tấm một lần rồi. Bạn còn nhớ phần tử tấm á, nó có hai cái moment là M11 và M22 đúng không? Đấy. Với phần tử tấm á, moment là quay như thế nào? Quay theo trục hay quay quanh trục? Quay theo trục, được không? Về mở lại đi, chép rất là nhiều lần rồi, quên hoài à. Đấy. Nhưng mà với phần tử thanh á, đấy nè. Trong phần mềm sáp nè, anh vẽ cái mặt cắt thanh ra như vậy nè. Nó có 3 trục tọa độ địa phương đấy nè. Cái trục local axis á, người ta gọi là trục tọa độ địa phương. Thì phần tử thân á, nó cũng có 3 trục. Là trục 1 á, là trục màu đỏ. Trục màu 2, trục 2 á, là trục màu xanh lá. Và trục 3 á, là trục màu xanh dương. 1 đỏ, 2 xanh lá và 3 xanh dương. Được không? Đấy. Rồi, về chỗ này nè, đấy. Trong cái phần tử thân nó luôn luôn mặc định đó. Trục số 1 vậy nha. Là trục thanh, trục số 1 là trục thanh, giống như sức bền bạn mặc định á, trục thanh á là trục Z, sức bền vật liệu bạn á, xong chưa? Đấy, rồi trục 2 của mình nhá, để ý này, trục 2 của bạn á là trục hướng lên, và trục 3 của bạn á là trục hướng ra, còn ngược lại sức bền vật liệu, bạn học sức bền vật liệu là quy ước như vậy này, sức bền vật liệu quy ước trục này là trục Z này, trục xuống này này. Là trục y và trục đơn ba là trục gì?
và nên sức bền mà hay ký hiệu bạn ghi là MX và QY gì? QY đúng không? MX và QY. Được chưa? Anh ký hiệu như thế này. Được không? Đấy. Ok, này chưa? Rồi. Ở đây là anh giải thích 6 thành phần luôn. Được không? Vậy trên một mặt cắt ngang các bạn sẽ có tổng cộng là 6 thành phần lực đúng không? Bao gồm 3 thành phần lực và 3 thành phần moment. Được. Cái thành phần lực đầu tiên á là lực theo phương trục 1 này. Lực theo phương trục 1. Thì cái lực theo phương trục 1 này người ta gọi là axial force mà còn hay được kêu là lực gì đấy? Lực dọc. Được, lực dọc. Lực thứ hai là lực theo phương trục số 2. Người ta kêu là C22. C22. Thì người ta còn hay gọi là lực gì? Lực cắt. Và lực theo phương trục 3 cũng gọi là xia gì? Xia 33 cũng là lực lực cắt. Được, cũng là lực cắt. Xong chưa? Thì bạn thấy ở đây á, bạn nhìn là thường thường á, dầm á là đây là bề rộng dầm này. Đây là chiều cao dầm. Thì bạn dùng cái lực cắt theo phương đứng đúng không? Và dùng xia bao nhiêu? C22. Mà lấy C22 tương đối với quy gì mình thấy? Quy mà nhìn như vậy nè, cái chiều của trong sức bền vật liệu á thì quy bạn đang hướng xuống đúng không? À, chục hai là hướng lên dẫn đến là cái chiều lực cắt của sức bền và chiều lực cắt của phần mềm phương pháp phần đúng không ạ? Trong phần mềm sắc hay nghề nó bị ngược chiều nhau, hiểu này không? Ví dụ anh có cái dầm như thế này nè, cái dầm như thế này nha, cái dầm của anh á chịu tải phân bố đều, chịu tải phân bố đều. Nếu mà học sức bền á thì cái chiều lực cắt nó phải như thế này đúng không ạ? Đấy, nó theo chiều này. Nhưng mà bạn giả trong phương pháp phần tử hoàn á thì với hình này nè, cái chiều lực cắt bạn sẽ ra như vậy, nó cùng giá trị mà nó ngược chiều lại, được không? Đấy, may là cái lực cắt thì mình chỉ lấy trị tuyệt đối mình tính thôi, nó không sao cả, được không? Đấy. Rồi tiếp theo là ba thành phần moment nha. Ba thành phần moment đầu tiên là moment quay quanh trục một, được không? Moment quay quanh trục một thì người ta hay kêu là torsion, như là moment, moment xoắn. Lưu ý với phần tử tấm á, là moment quay theo trục, nhưng mà với phần tử thân á, là moment quay quanh trục, nhấn mạnh nha, quay quanh trục, được không? Đấy. Rồi M2 là moment quay quanh trục 2, đây M22, và M33 là moment quay quanh trục 3. Rồi đó là lý do tại sao mà bạn thường lấy M bao nhiêu tính đó, M33. Nhưng mà nếu mà bạn kiểm tra cái dầm mà uốn thẳng đứng như vậy này là M33, mà uốn ngoài mặt phẳng á là dùng M nhiêu? M22. Cột đó là dùng cả hai cái M22 và M33 nha. Rồi tiếp nha, xong chưa? Đấy, bạn thấy rõ ràng trong trường hợp này, nhìn sơ ba sơ đồ này. Sơ đồ thứ nhất là sơ đồ tính định á, là cho bạn moment lớn nhất này, được không? Moment dương nha, moment dương lớn nhất, được. Sơ đồ thứ hai á là sơ đồ hai đầu gối cố định này. Phải bạn thấy này, hai đầu gối cố định á là moment ở đoạn gãy lớn nhất trong ba trường hợp không? À, đây nè. Sơ đồ này á thì không có moment ở moment âm đoạn gãy rồi. À, sơ đồ này á thì moment âm đoạn gãy là -13 này. -13. Sơ đồ này á moment âm đoạn gãy là -8 thì có phải là sơ đồ hai đầu gối cố định á cho các bạn giá trị moment âm đoạn gãy bự nhất không? Được không? Rồi, sơ đồ này tiếp theo. Nè, thế nào? Sơ đồ 2000. 2000 cho bạn moment đâu lớn nhất đây? Moment ở vị trí. Vị trí gối là moment lớn. Lớn nhất, được không? Được nhất. Hiểu chỗ này không bạn? Đấy. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ đi tính thép thử nha, đập tính thép. Tính thép cho ba sơ đồ. Rồi. Rồi, các bạn cho cái bảng tính của anh á, bạn thấy cái chỗ mà tính thép không? Thấy tính thép chỗ đó không? Đấy. Rồi, tiếp nha. Rồi tiếp theo đoạn này nè, ở đây có 4 hàng đúng không, thì anh tạm thời anh xóa một hàng đi nhá, anh xóa một hàng đi, mấy câu hỏi anh xóa đi. Đầu tiên á, bạn chọn là cấp độ bền bê tông nha, cấp độ bền bê tông, xong chưa? Cấp bền bê tông ở đây mình đang dùng bê tông mà bê tông B30, B30. Rồi lưu ý ở đây nè, đấy, ở đây mình sẽ tính trong 3 sơ đồ nha, trong 3 sơ đồ thì mình sẽ tính mỗi sơ đồ anh sẽ lấy cái vị trí moment lớn nhất là anh tính, được không? Rồi tí nữa sẽ chỉ bạn bố chép. Nếu mà thầy các bạn nha, cho các bạn tính cả ba sơ đồ thì dễ quá, đúng không? Nhưng mà nhiều thầy cho tính làm sao? Tính một sơ đồ, ví dụ nếu mà thầy các bạn á
chỉ cho bạn tính một sơ đồ này thôi. Thì rõ ràng sơ đồ này đâu có mô hình âm đúng không? Vậy thép mô hình âm mình bố trí như thế nào tí mình sẽ nói sau. Hiểu ý tưởng đó không? Sơ đồ này hoàn toàn là mô hình gì? Dương đúng không? Vậy mình có bố trí thép chịu mô hình âm không? Có hay không? Và bố trí như thế nào thì tí nữa mình sẽ nói sau. Rồi, bây giờ mình tính thép trước đi đã. Rồi, đầu tiên là vị trí nhịp nha. Vị trí nhịp thì anh sẽ lấy trong sơ đồ là một gối cố định và một gối gì? Một gối động. Vị trí thứ hai là vị trí đoạn gãy, là anh lấy ở sơ đồ là sơ đồ hai đầu gối cố định. Được. Và vị trí thứ ba là vị trí gối thì anh lấy ở trong sơ đồ là sơ đồ hai đầu ngàm. Được chưa? Hai đầu ngàm. Rồi, tiếp nha. Đầu tiên á, mô hình dương này. Mô hình dương lớn nhất ở sơ đồ một gối cố định một gối động là giá trị là 30.47 đúng không? 30.47. Đây, 30.47. Rồi. Thứ hai, moment âm ở đoạn gãy lớn nhất trong sơ đồ á, đó là sơ đồ 1 đầu sơ đồ 2 đầu gối cố định giá trị là 13.89. Thứ ba, moment âm. Đấy, moment âm ở gối, ở đầu gối nha, lớn nhất trong sơ đồ 2 đầu gì đây? Sơ đồ 2 đầu, 2 đầu ngàm giá trị là -14.79. Bài thang mình dày bao nhiêu ạ? 1.4. Ở đây mình đang lấy chung á, H0 bằng H trừ A thì mình lấy chung A mình bằng 20. Và cái bề rộng này, đấy, bề rộng mình đang xét tính toán đây là bề rộng bằng bao nhiêu đây? Bề rộng bằng 1 mét, được, đấy. Rồi tập trung đoạn này, bây giờ anh chỉ bạn chọn thép cái này nè. Xong chưa? Đấy. Rồi đây nè, đấy. Bạn bấm, bạn thấy tại sao cái hàng này anh mua vàng không? Đấy. Anh mua vàng là có lý do. Có lý do của nó. Đấy. Rồi thấy chỗ này nè, anh cài hàm nè. Nếu mà cái đường kính thép nha, nhỏ hơn phi 10, nhỏ hơn phi 10 nha, thì anh dùng 225. Vậy 225 á, là RS của thép A mấy? Thép A1 các bạn đúng không? Nếu mà thép lớn phi 10, anh dùng 365 là RS của thép A mấy? A3. Để... Vậy thì nếu mà trong trường hợp á, các bạn dùng thiền 5 năm 18 thì các bạn dùng là CB240T hoặc là CB400V. Được không? Thì nếu bạn dùng 2018 thì CB240T á, thì bạn được sửa là cái RS nó bằng 210. Mà CB400V thì RS của nó bằng 350. Được không? Đấy. Nếu mà bạn dùng 2018 thì bạn vui lòng bạn đổi hai cái RS này lại nhá. Hiểu cái này không? Đấy. Rồi, tiếp. Rồi, đấy. Bây giờ chỗ này nè. Bây giờ thằng này anh đang dùng là phi. Ví dụ chỗ này nếu anh chọn này phi 10 nè. Phi 10 nha. Phi 10 á mà A.2 nè. Thì ra AS chọn là bao nhiêu đây? 6 bao nhiêu? 6.54 đúng không? 6.54. Đấy. Vậy thì anh phải tăng lên A100 đi. A100 là phi 10 A100 á là AS chọn là 7 chấm bao nhiêu đây? 7.85 đúng không? Đấy. Thì thường thường á với thép của cầu thang á, bạn nên chọn tối thiểu là phi 10. Tối thiểu là phi 10 nha. Đấy. Thép chịu lực á. Đấy. Thép chịu lực chứ không phải thép cấu tạo nha. Thép chịu lực của cầu thang á nên chọn tối thiểu là phi 10. Để dễ thi công các bạn, nó dễ thi công. Nhiều khi bạn tính moment nó ra nhỏ, bạn chọn phi 8 nhiều khi vẫn hỏa. Nhưng mà phi 8 thì lại khó thi công. Nha, phi 8 mình lại khó thi công nên chọn tối thiểu phi 10. Rồi, tiếp này. Đấy. Rồi bây giờ vị trí thứ hai, vị trí đoạn gãy nè. Đoạn gãy. Đoạn gãy bây giờ nếu mà anh làm cái này nè, anh làm phi 6 đi. Được, làm phi 6. A200 mình nó bao nhiêu đây? 141 đúng không? Mà anh nói bạn đó là cầu thang nhận thép tối thiểu phi mấy? Phi 10 đúng không? Phi 10. Mà nếu mà làm phi 10 á, là phi 10 A200 đủ chưa? Dư rồi đúng không? Đấy. Mà còn nhớ bước thép á. Bước thép trong dầm, trong sàn chọn tối thiểu là tối đa là bao nhiêu? Khoảng cách thép á. Tối đa là 200 khi bề dày sàn của bạn dưới 150. Nếu mà dày sàn bạn trên 150 là 400 và 1.5H. Nha. Min á. Min của 400 và 1.5H để điều đó. Thường thường sàn đó thì ít khi nào bạn làm trên 150 lắm.
ít khi nhưng mà không phải không có. Xong chưa? Đấy. Rồi, vậy bây giờ anh đã chọn hép rồi nha. Được, đấy, chọn hép rồi. Nếu mà nói là, nếu mà thầy cho bạn là tính cả ba sơ đồ đúng không? Thì điều này quá đơn giản. Được. Vậy ví dụ bây giờ này. Bây giờ trường hợp này nha. Bây giờ nếu trường hợp thầy các bạn chỉ cho bạn tính sơ đồ một gối cố định, một gối di động thôi. Được không? Sơ đồ này chỉ có moment gì? Moment dương thôi, đúng không? Vậy trong cái bản vẽ cầu thang á, bạn luôn luôn phải bố trí thêm hết chỉ moment gì đây? Moment âm đúng không? Moment âm. Đây nè, mình phải mở cái bản vẽ cầu thang này để mình nói chứ không thôi bạn sẽ. Sơ đồ moment âm của sơ đồ hai đầu ngàm và moment dương á của sơ đồ một gối cố định, một gối di động á, trung bình nó khoảng 30% đổ lên đến khoảng 40%. Tầm đó. Đó là lý do tại sao mà người ta lấy 30% đó các bạn. Được không? Nhưng mà bạn nói như vậy á, tại vì thường thường có nhiều người người ta mặc định á là 30% đó là bạn lấy theo sách của thầy Võ Bá Tầm á, cái cuốn bê tông 3 mà ban hồn đầu giờ anh có nói á. Đấy. Thì nhiều người người ta lại không đồng ý, không đồng ý bạn dùng cách đó. Thì lưu ý này. Anh hướng dẫn cái cách này chỗ này. Nếu bạn nào tính sơ đồ này nha. Các bạn bố trí thép chỉ moment âm á. Được không? Thì bạn chỉ nói là em bố trí thép gì? Thép cấu tạo 30% được. Được không? Đừng có đả động tới dụng mà 30-40% làm gì. Được không? Thực tế các em thấy này. Bây giờ á, các em nhìn này. Nếu mà anh lấy bằng nha. Anh lấy bằng cái moment á. Đâu rồi? Anh lấy bằng cái moment của hai đầu ngàm nè. Là 14.79 nè. Được không? Anh tính thép ra nó cũng chỉ là phi 10 bao nhiêu đây? 12 bao nhiêu? 200. Đúng không? Vậy em bố trí cấu tạo 12-200 luôn luôn như thế nào? Luôn luôn đủ rồi. Hiểu chưa? Đừng có đưa cái độ 30% vô này. Các em đưa 30% vô nó theo quy luật phân phối moment đó nè. Quy luật phân phối moment đó. Được không? Đấy. Thì nếu mà trường hợp đó lưu ý, trường đó nhiều người người ta không đồng ý đâu. Không đồng ý vô đó nha. Được. Phân phối moment đúng á, là phải phân phối như vậy nè. Là bạn phân phối á, từ nhịp lên gối đúng không? Đấy. Thì các em mờ nhịp nó phải bằng nhiêu? Mờ nhịp nó sẽ còn lại 70% của gì đấy? 70% của mờ. Được. Không có nguyên tắc mà. Tổng moment trong cái dầm nó như thế nào ạ? Không đổi. Dựa trên nguyên lý cân bằng năng lượng á. Tổng bảo toàn năng lượng á. Đâu thì luôn bảo toàn năng lượng. Tổng moment những dầm nó không thay đổi. Nó chỉ chuyển vị, chuyển từ cái gối này qua cái kia. Được không? Đấy nha. Cũng như tổng túi tiền tôi nó không thay đổi á. Được không? Đấy. Nó chỉ chuyển từ túi của tôi sang túi của vợ tôi thôi. Đấy nha. Cũng vậy thôi. Đấy nha. Tổng tiền của hai người không thay đổi. Nha. Lưu ý cái này là người ta dựa trên quy tắc là quy tắc phân phối moment, nhưng mà khuyến cáo bạn đừng có làm cái này. Tại vì thường thường một số thầy cô mặc định là bạn lấy cách này á, là các bạn làm theo sách của thầy Võ Bá Tầm á. Mà nhiều thầy cô cũng anti thầy đó lắm. Khuyến cáo không nên nha. Mình cứ kêu là mình bố trí theo gì cấu tạo là ok rồi, được chưa? Đấy. Còn nếu nếu mà thầy các bạn cho phép nha, thì bạn phân tích thêm một sơ đồ gì nữa đây? Sơ đồ hai đầu ngàm để các em kiểm tra lại. Đó em nói rồi, em lấy cấu tạo khoảng 30, em lấy cấu tạo khoảng phim 10-200. Sau đó em kiểm tra lại với sơ đồ có moment âm lớn nhất là sơ đồ gì? Sơ đồ hai đầu ngàm nữa. Thì em thấy phim 10-200 của em được như nào? Đủ đúng không? Vậy cầu thang của em á làm việc trong cả hai trường hợp đều sao bạn? Đều không bị phá hoại. Nghĩa là trường hợp làm việc bình thường á cũng không bị phá hoại. Và trường hợp khi mà xảy ra sự cố là sao? Cũng không bị phá hoại. Lúc đó nếu mà thầy cô các em kêu em làm vậy bị dương hết thì sao? Cái gì hả? Em giàu hả? Em giàu thì nó tiền. Không phải em trả lời như vậy nè. Trong cái chơi công trình của em bóc thử khối lượng ra, em thấy cầu ra khối lượng hết rất là ít. Được không? Em muốn chứ dư là sao? Không ảnh hưởng gì đến kinh tế. Được. Nếu mà các em muốn bóc thép á, thì các em phải bóc thép của cột. Bóc thép của móng á, thì nó ảnh hưởng kinh tế nhiều. Ok, điều đó đồng ý. Nhà, hay là sàn thì cũng được. Chứ cầu thang á, em rất là ít. Được không? Không ảnh hưởng nhiều nha. Không ảnh hưởng nhiều đến cái ý chỉ tiêu kinh tế của mình. Được không? Anh chưa thấy chủ đầu tư nào mà bắt các bạn giảm thép cầu thang bao giờ. Giảm thép cầu thang để chỉ tiêu mình đi.